Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 19. Tập đoàn quốc tế Phi Tuyết. Tề Đẳng Nhàn mặt không đổi sắc nhìn Từ Ngạo Tuyết, nhàn nhạt nói ra 6 chữ. Ha 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 ha. Mẹ nói, hài hước thật. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, anh em nhỉ. Từ Ngạo Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại mà những chủ xí nghiệp xung quanh đã trực tiếp cười phá lên. Ha ha ha, thực sự rất thú vị. Cậu đánh thư ký của Bogdanov một trận mà Bogdanov còn muốn bỏ vốn đầu tư sao? Cậu đừng bịa chuyện ngu như thế nữa, rõ ràng cậu đã đánh Ivanov, kết quả là ông chủ của người ta còn muốn đầu tư cho cậu. Hiểu rồi, giờ tôi sẽ bay sang Mỹ tìm Bill Gates đánh cho ông ta một trận, để ngày mai ông ta lập tức rót vốn đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ cho tôi. Ha ha ha, lập hội cùng đi đi, anh đánh Bill Gates còn tôi đánh Mark Zuckerberg nhé. Nghe những lời này, Từ Ngạo Tuyết cũng không nhịn được mà cười ha ha, cô ta lắc đầu nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng giả ngốc ở đây. Dù anh có giả ngốc thì cũng không thoát nổi trách nhiệm đâu. Tề Đẳng Nhàn căn bản lười để ý đến họ, hắn chỉ nhìn Dương Lệnh Quang, nhàn nhạt hỏi, số vốn đầu tư ấy, Dương chủ tịch tỉnh có muốn hay không? Dương Lệnh Quang cau mày im lặng, không trả lời hắn. Shevchenko ngồi một bên cười lạnh, nói, không ngờ mày lại to gan lớn mật đến thế. Trước khi đánh tao còn dám ra tay đánh cả thư ký của ngài Bogdanov. Mày có biết ngài Bogdanov là ai không đấy? Đó là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, là con trai của ngài Gusinski. Loại rác rưởi như mày không thể tưởng tượng được quyền lực của ngài ấy ở Tuyết Quốc đâu. Tề Đẳng Nhàn không biết nói gì hơn, Bogdanov thì có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng phải đến cha ruột anh ta còn đang bị giam trong nhà tù Udo sao? Việc ông ta có được ăn đùi gà hay không còn phải xem sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn đấy. Mày đánh thư ký của ngài Bogdanov mà ngài ấy còn rót vốn đầu tư cho mày. Tao dám khẳng định mày sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Shevchenko lạnh mặt nói. Anh ta thực sự không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại to gan đến mức ấy, thậm chí còn đắc tội với Bogdanov trước cả khi đánh anh ta. Bogdanov có thể coi như sếp lớn của anh ta. Anh ta muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Bogdanov mà làm. Không có tài nguyên dầu khí mà Gusinski phân phối cho thì giờ đây anh ta cũng chỉ là người đứng đầu một mỏ quặng bé nhỏ. Dương Lệnh Quang cũng sầm mặt nói, Tề Tổng, câu chuyện cười mà cậu vừa kể không hài hước chút nào. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, họ đều nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cười, vậy thì còn gì để nói nữa. Tôi còn tưởng Tề Tổng cậu là người hiểu lễ nghĩa, không ngờ cậu lại lỗ mãng và thô bỉ đến vậy. Dương Lệnh Quang nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm nghị. Shevchenko nở nụ cười đắc ý, nếu không thể dùng vũ lực để khuất phục mày thì đành lấy lực lượng quan chức địa phương của nước Hoa chúng mày ra xử lý mày thôi. Anh ta không nghĩ rằng Tề Đẳng Nhàn lại là loại người mạnh mẽ đến mức có thể dùng thế lực của bản thân để chống lại quan chức quốc gia như Gusinski, một chủ tịch tỉnh là quá đủ để trừng trị hắn. Tề Đẳng Nhàn không cho là đúng, người ở Tuyết Quốc đến nước Hoa này đầu tư thì có đặc quyền hay sao? Có thể tùy tiện quấy rối đàn bà con gái. Tôi không được phép dạy dỗ anh ta à? Shevchenko đáp trả, tao không quấy rối ai hết, chỉ tại mày nghĩ tập đoàn Từ Thị sẽ dựa vào tao mà giành được hạng mục công trình xây dựng kia nên mới sinh hận, cuối cùng ra tay với tao. Tề Đẳng Nhàn cười xùy một tiếng, các người đều nghĩ lời của người Tây đáng tin hơn, thế thì sao nào, tôi đánh anh ta thì có sao? Lúc thốt ra những lời này, vẻ mặt hắn kiêu căng, ngữ khí lạnh nhạt. Dường như tự cao tự đại đến nỗi bất cứ kẻ nào cũng không xứng đáng lọt vào tầm mắt hắn. Quá ngông cuồng, tên này đúng là quá ngông cuồng, sao ra tay hành hung người khác mà lại cho là mình có lý vậy nhỉ? Phải lập tức bắt hắn ta lại rồi phạt nặng, nhất định phải khiến tên điên này trả một cái giá thật đắt mới được. Đúng thế, nếu không bắt hắn ta lại làm gương thì sau này liệu còn ai nguyện ý đầu tư cho tỉnh Đông Hải chúng ta đây? Xin Dương Chủ tịch tỉnh hãy trừng phạt tên này ngay lập tức. Đừng để hắn gây tổn hại đến danh dự của tỉnh Đông Hải chúng ta. Mọi người đều căm phẫn hô to đòi Dương Lệnh Quang ra tay xử lý. Tề Đẳng Nhàn cũng cười lạnh, các người ủng hộ cái tên Tây Lông Shevchenko này là vì anh ta đầu tư tận 1 tỷ chứ gì. Nhưng tôi có thể thu hút vốn từ tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, để họ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, danh tiếng của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết lớn hơn tập đoàn khoa học trí tuệ gì gì đó nhiều. Nghe câu này của Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang không nhịn được mà nổi cả gân xanh trên trán. Từ Ngạo Tuyết ngồi một bên lại cảm thấy rất thú vị, Tề Đẳng Nhàn giả vờ giả vịt cũng giỏi đấy,
nhưng giờ hắn càng tỏ ra hung tợn thì sau này hắn sẽ chết càng thảm mà thôi. Hoàng Văn Lãng toát mồ hôi lạnh thay cho Tề Đẳng Nhàn, nếu hắn nhận sai ngay từ đầu thì có lẽ vẫn còn cứu vãn được, đằng này hắn không chỉ không nhận sai mà thái độ còn rất ngông cuồng, thậm chí còn liên tục ăn nói vớ vẩn nữa, phỏng chừng kết cục sẽ vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ thưa Hướng Tổng, họ sắp ra tay với Tề Tổng rồi. Nghe đến đây, Dương Quan Quan cũng tỏ ra lo lắng. Đừng sốt ruột, anh ta thích làm những chuyện như thế đấy. Hướng Đông Tinh liếc mắt nhìn Dương Quan Quan, lạnh nhạt nói. Dương Quan Quan hỏi, tôi có cần đứng ra làm chứng rằng cái tên Tây đến từ Tuyết Quốc kia đã ra tay với tôi trước không? Hướng Đông Tinh hỏi, cô định làm chứng bằng cách nào? Có video ghi hình không? Có chứng cứ không? Dương Quan Quan cụt hứng. Sếp trên cô đầu tư 1 tỷ, những người ở đây chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân anh ta, tất cả cùng một ruột cấu kết với nhau muốn buộc tội Tề Đẳng Nhàn. Quả là đáng giận. Sao cái tên Bogdanov kia còn chưa tới? Dương Quan Quan thầm lo lắng trong lòng, cô ta biết Bogdanov là người duy nhất có khả năng giúp Tề Đẳng Nhàn xoay chuyển tình thế. Cuối cùng Dương Lệnh Quang hung hăng đập tay xuống bàn một cái, tiếng vang thật lớn khiến tất cả mọi người chấn động đến mức phải ngậm miệng. Tề Tổng, cậu nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngốc hay sao? Cậu tưởng mấy trò đùa của cậu vui lắm à? Cậu đánh Ivanov, thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Phi Tuyết, chẳng lẽ Tập đoàn Quốc tế Phi Tuyết còn nguyện ý nghe lời cậu mà rót vốn đầu tư? Một logic đơn giản như thế thôi mà cậu cũng không hiểu à? Kể cả nếu cậu không đánh Ivanov, thì dựa vào đâu mà Tập đoàn Quốc tế Phi Tuyết phải bỏ vốn đầu tư cho cậu? Dương Lệnh Quang tức tối thầm nghĩ, Tề Đẳng Nhàn tỏ thái độ thế này thuần túy là bởi hắn muốn khiêu khích sự uy nghiêm của Chủ tịch tỉnh là ông ta. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dương Lệnh Quang, hờ hững nói, nếu ông cứ nhất quyết như thế thì tôi có chửi ông là thằng ngu cũng chẳng oan đâu. Câu nói này khiến mọi người ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt suýt lọt cả ra ngoài. Hắn dám nói vậy ư? Hắn dám nói vậy với một vị chủ tịch tỉnh sao? Từ trước tới nay Tề Đẳng Nhàn chưa từng để những quan chức này vào trong mắt, hắn tin vào thực lực của bản thân, cũng tin vào tư tưởng mạnh mẽ mà hắn đã tự trang bị cho mình. Họ cũng chỉ là những người được nhân dân chọn ra để quản lý một khu vực nào đó thôi, nếu nhân dân không hài lòng thì đến phân họ còn chẳng có mà ăn, là nhân dân thì dựa vào đâu mà phải sợ quan chức. Ngay cả Hướng Đông Tinh và Dương Quan Quan cũng phải nghẹn họng trừng mắt, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại thốt ra một câu kinh hãi đến vậy. Thử hỏi trên đời có ai dám mắng chửi một người quyền cao chức trọng như hắn không? Hoàng Văn Lãng cười khổ, lúc trước chính ông ta cũng bị Tề Đẳng Nhàn mắng chửi. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại to gan đến vậy, lại còn tiếp tục mắng chửi người trước to hơn. Từ lâu ông ta đã nhìn ra được khí chất kiêu ngạo khinh người, coi rẻ quyền thế của Tề Đẳng Nhàn. Kiều Thu Mộng đang ngồi trong một góc lẳng lặng theo dõi câu chuyện cũng khẽ thở dài. Nếu là trước đây, cô ta sẽ nghĩ rằng Tề Đẳng Nhàn là một tên ngu xuẩn không biết lựa lời mà nói. Nhưng bây giờ cô ta lại phát hiện một điều, đó chính là điểm đặc biệt của riêng mình hắn. Ta bất khuất cứng cỏi. Thà gãy nát chứ nhất định không chịu bị bẻ cong. Dương Lệnh Quang tức giận ngút ngàn, đang tính lên tiếng. Ngay lúc này, Bogdanov đi vào giữa hội trường. Bogdanov tiên sinh, sau khi Shevchenko nhìn thấy cậu ta, vội vàng khom lưng. Ngại quá, tôi tới hơi trễ, do đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khá quan trọng. Bogdanov cười xin lỗi. Shevchenko nói Bogdanov tiên sinh tới vừa đúng lúc. Tên điên dám đả thương thư ký của ngài sắp bị chính phủ tỉnh trừng trị rồi. Sau khi Bogdanov nghe thấy lời này, không khỏi giật mình. Shevchenko nói tên điên kia kiêu ngạo vô cùng, căn bản không để người của Tuyết Quốc chúng ta vào mắt, không những đả thương thư ký của ngài, mà còn đả thương cả tôi. Khi nói chuyện, anh ta duỗi tay chỉ vào gương mặt của mình, một bên má sưng đỏ, trông cực kỳ khó coi. Bogdanov nhìn thoáng qua khuôn mặt của Shevchenko. Lại lần nữa giật mình. Người dám cả gan làm loạn như vậy, dám không để người của Tuyết Quốc chúng ta vào mắt cần phải dạy dỗ thật đàng hoàng mới được. Shevchenko nói ra lời lẽ chính đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Ngạo Tuyết đứng ở một bên cười nói với Bogdanov. Bogdanov tiên sinh, ngài cứ yên tâm, chính phủ tỉnh Đông Hải chúng ta chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh chuyện này. Dương Lệnh Quang cũng vội vàng tỏ thái độ. Trầm giọng nói Bogdanov tiên sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ xử trí thật nghiêm chuyện này, xin ngài yên tâm.
Shevchenko quay đầu mỉm cười khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhân, nói hiện tại, còn không lập tức quỳ xuống. Có lẽ, nếu anh chịu quỳ xuống nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi chúng tôi. Chỉ còn một con đường cuối cùng, nếu còn dám chống lại, chỉ có một con đường chết. Nói xong lời này, anh ta quay qua cười nói với đối Bogdanov tên này còn khoác lác về việc sẽ nhận được khoản đầu tư hàng tỷ đô la của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, quả thực coi mọi người như tên ngốc. Hắn đã thương thư ký của ngài, sao ngài có thể còn đầu tư cho hắn chứ? Một bên Tề Đẳng Nhân không khỏi nở nụ cười, nói với Bogdanov sao cậu không nói vài câu thử xem. Khuôn mặt Bogdanov tối sầm, quay đầu giơ tay tát mạnh một cái lên mặt Shevchenko. Shevchenko hét lên một tiếng, trực tiếp bị đánh cho ngã ngồi trên mặt đất Bogdanov, anh ta đau đớn che lại gương mặt của mình, hoảng sợ nói Bogdanov tiên sinh, ngài sao lại? Quá nhẹ, Tề Đẳng Nhân cười với Bogdanov. Sau đó, hắn nhấc chân, đá vào Shevchenko đang ngồi trên mặt đất. Một đá này, trực tiếp đá bay Shevchenko xa ra mấy mét, đập vào vách tường một tiếng phanh, đau đến mức anh ta suýt nữa thì ngất. Hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao Bogdanov lại ra tay với Shevchenko? Tề Đẳng Nhân còn to gan hơn, đá anh ta một cú trên mặt đất. Tề tiên sinh, thật là ngại quá, không nghĩ tới con chó này lại không biết tốt xấu như vậy, ngay cả anh cũng dám đắc tội. Bogdanov hơi khom lưng với Tề Đẳng Nhân, bất mãn nói. Không có gì, Tề Đẳng Nhân nhàn nhạt nói. Mọi người nghe được những lời này của Bogdanov, lại nhìn đến thái độ cung kính cậu ta đối Tề Đẳng Nhân, mọi người đều không tránh khỏi kinh ngạc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tề Đẳng Nhân không phải đã đắc tội Bogdanov sao? Không phải hắn đã thương thư ký của cậu ta sao? Hiện tại là như thế nào? Sao Bogdanov lại có thái độ như vậy? Sao lại tôn kính với hắn như vậy? Một đám người họ đầu óc ong ong, nhất thời không còn tỉnh táo. Từ Ngạo Tuyết cũng chết lặng với tình cảnh hiện tại. Mọi chuyện xảy ra từ sau khi Bogdanov xuất hiện hoàn toàn không nằm trong phán đoán của cô ta. Hướng Đông Tình nhún vai với Dương Quan Quan, nhẹ nhàng nói hiện tại cô thấy rồi chứ, căn bản không cần lo lắng gì cho cái tên đó. Dương Quan Quan ngạc nhiên, sau đó gật đầu, cười khổ nói Hướng Tổng đúng là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Kiều Thu Mộng chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên là như thế, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt. Tề Đẳng Nhân luôn có thể xoay mình. Shevchenko, xem ra ngươi thật sự quá kiêu căng, thật là có mắt như mù, người nào cũng dám đắc tội. Bogdanov nhìn Shevchenko, cười lạnh nói. Bogdanov tiên sinh, tôi, khóe miệng Shevchenko chảy ra máu, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, không biết nên nói cái gì. Bogdanov nhàn nhạt nói lần này tôi đến Hoa Quốc, thật ra là được tập đoàn Hướng Thị mời tới, chuẩn bị đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để mở công ty. Xây dựng tại nhà máy tại tỉnh Đông Hải. Nhưng hình như chính phủ tỉnh có vẻ như có chút không hài lòng về Tề tiên sinh thì phải. Tôi không biết có nên suy xét lại chuyện này hay không. Dương Lệnh Quang hồi thần lại một chút, nói Bogdanov tiên sinh, chúng ta cũng không có bất kỳ điều gì không hài lòng đối với Tề tiên sinh cả. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, Tề Đẳng Nhân rõ ràng đã đắc tội Bogdanov, nhưng hiện tại Bogdanov lại ngược lại bảo vệ hắn. Quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tề tiên sinh, anh cảm thấy như thế nào? Bogdanov hỏi Tề Đẳng Nhân. Tề Đẳng Nhân mỉm cười nói chuyện với Dương Lệnh Quang tôi giúp Bogdanov dạy dỗ chó của cậu ta, chủ tịch Dương hẳn là không có gì ý kiến chứ. Dương Lệnh Quang ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, nói tôi đương nhiên không có ý kiến gì. Phải không, thật không hiểu nổi vừa rồi mọi người kích động như vậy làm gì? Tôi chẳng qua chỉ là dạy dỗ một con chó mà thôi. Tề Đẳng Nhân khinh thường nói. Mọi người ở ngay tại hiện trường đều mặt đỏ tai hồng, mới vừa rồi bọn họ sôi nổi đứng về phía Shevchenko. Kết quả, hiện tại Bogdanov tới, hắn càng ngông cuồng hơn, chà đạp Shevchenko như cứt chó cũng không bằng. Shevchenko giật mình một cái, vội vàng nói Bogdanov tiên sinh, tôi cũng nhận được lời mời của tập đoàn Hướng Thị, đến đây đầu tư kiến xưởng. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe được lời này, đầu óc như muốn nổ tung. Chủ tịch Dương, tôi muốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ mở công ty tại tỉnh Đông Hải, xây dựng nhà máy, còn xin ngài cho tôi một ít chính sách hậu đãi và ưu đãi. Bogdanov phớt lờ Shevchenko, nhẹ nhàng nói với Dương Lệnh Quang. Được, không thành vấn đề. Dương Lệnh Quang vui vẻ mà đáp ứng.
Tập đoàn quốc tế Phi Tuyết là một trong những tập đoàn lớn nhất Tuyết Quốc, tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới, tỉnh Đông Hải có bọn họ tới đầu tư kiến xưởng, vậy nhiệm vụ mình có thể hoàn thành một cách viên mãn rồi, đến lúc đó còn có thể hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp ưu tú tới hơn. Tôi cũng muốn đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ thành lập công ty ở tỉnh Đông Hải. Đương nhiên, đây là lấy danh nghĩa từ lời mời tập đoàn Hướng Thị. Shevchenko cũng vội vàng nói. Tề Đẳng Nhân cười ha hả với Dương Lệnh Quang, nói Chủ tịch Dương, ông xem, tôi kéo tới nhiều xí nghiệp nước ngoài chất lượng tốt như vậy cho tỉnh Đông Hải, dự án cảng công trình nước sâu này, có phải hẳn là nên thuộc về tập đoàn Hướng Thị chúng ta hay không? Dương Lệnh Quang không nói hai lời, vung tay lên, nói không thành vấn đề, dự án xây dựng công trình cảng nước sâu lần này lấy tập đoàn Hướng Thị làm chủ đạo, ưu tiên 70% quyền hạn. Đám người tại hiện trường giật mình, 70%, tức là 50 tỷ. Vốn tưởng rằng Từ Ngạo Tuyết đã nắm chắc thắng lợi, nhưng nào có nghĩ đến, nửa đường lại nhảy ra một Bogdanov, thậm chí Shevchenko vốn là cô ta mời đến, cũng đảo ngược lại địa vị ở ngay thời khắc mấu chốt này. Giờ thì hay rồi, tập đoàn Từ Thị dùng giỏ che múc nước thành công dã tràng, thậm chí còn may áo cưới cho tập đoàn Hướng Thị, quả thực làm người dở khóc dở cười. Sau khi Hướng Đông Tình nghe thấy Dương Lệnh Quang tuyên bố, hưng phấn nắm chặt tay múa may một hồi. Cuối cùng cũng thành công. Trong lòng Hướng Đông Tình đang rất vui vẻ, có được dự án này trong tay, một số doanh nhân địa phương ở tỉnh Đồng Hải nhất định sẽ đứng về phía cô ta. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, trước đó cô ta còn tuyên bố thắng lợi của mình trước mặt đám người Tề Đẳng Nhân, nào có nghĩ đến lúc này sẽ bị cái miệng rộng của mình tát cho một cái tàn nhẫn. Tâm tình Từ Ngạo Tuyết rất khó chịu khi để lỡ mất dự án mà mình tâm huyết, đồng thời, sâu trong nội tâm cũng loáng thoáng cảm nhận được một sự bất an. Cái tên Tề Đẳng Nhân này, lẽ nào thật sự có sức uy hiếp lớn như vậy? Có thể làm cho tập đoàn Hướng Thị khởi tử hồi sinh. Cảng nước sâu là một công trình lớn, cần phải mấy năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, Hướng Đông Tình còn phải đầu tư vốn cho giai đoạn đầu, làm sao có thể chống lại liên minh tài chính của mình chứ? Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết sợ hãi. Trừ khi cô ta có thể từ trong cuộc chiến thương trường nhanh chóng xây dựng xong công trình, sau đó nhận được tiền của chính phủ, nếu không thì cô ta căn bản không có sức chống lại. Để tập đoàn Hướng Thị lấy được công trình này, với mình mà nói thậm chí còn là một chuyện tốt, bởi vì, dự án này sẽ làm phân tán tài chính của bọn họ. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh lại phân tích một chút, đồng thời lấy cớ như vậy để an ủi chính mình, có được thì cũng có mất, không cần phải kinh hoàng. Bogdanov ký luôn hợp đồng đầu tư ngay tại đương trường, điều này làm cho các doanh nhân ở hiện trường đều sôi nổi vỗ tay hoan hô. Dương Lệnh Quang cũng vô cùng cao hứng, kéo được một công ty lớn như tập đoàn tài chính Tuyết Phi, với chiến tích này của ông ta có thể giúp ông ta thăng tiến nhiều hơn. Lần sau nếu anh còn dám đắc tội Tề tiên sinh thì đừng trách tôi nếu như tôi trực tiếp đánh chết anh. Bogdanov nhìn Shevchenko, thấp giọng cười nhạt nói. Tôi biết rồi ạ, Bogdanov tiên sinh. Tôi tuyệt đối sẽ không đắc tội Tề tiên sinh nữa. Shevchenko vội vàng nói. Anh ta quyết định, trong khoảng thời gian này ở Hoa Quốc, nhất định sẽ kẹp đuôi thật chặt, miễn cho lại sinh thêm thị phi, đắc tội người không nên đắc tội. Tề Đẳng Nhân cười với Từ Ngạo Tuyết, nói có vẻ Từ Tổng nói không chuẩn lắm, không phải trước đó còn rất chắc chắn rằng dự án cảng nước sâu sẽ về tay cô sao? Hiện tại là thế nào, dự án cảng nước sâu này thuộc về tập đoàn Hướng Thị chúng tôi rồi. Từ Ngạo Tuyết nổi giận, chế nhạo nói Tề Đẳng Nhân, đừng tưởng rằng anh chiếm được chút lợi ích là đã coi mình chiến thắng, người có thể cười đến cuối cùng là ai còn chưa chắc chắn đâu. Tề Đẳng Nhân nhún vai, nói dù cô có quỳ xuống xin tôi thì tôi sẽ vẫn luôn giữ vững những lời này, hy vọng một ngày cô có thể đánh vào mặt tôi. Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp rời đi, ở lại đây cũng chỉ tự rước lấy nhục, dù sao những gì trước đó cô ta nói ra, bây giờ nghĩ lại là thấy mất mặt. Tề Đẳng Nhân nhìn Từ Ngạo Tuyết trực tiếp rời khỏi hội trường, trên mặt hắn hiện lên ý cười. Cô ta luôn nói cô ta và hắn không cùng một thế giới, luôn nhìn hắn như nhìn một con cóc xấu xí, hắn rất muốn biết, đến lúc Từ Ngạo Tuyết hoàn toàn xa vào bẫy dập của hắn, sẽ có biểu cảm thế nào, còn có thể cao ngạo như trước hay không. Dương Lệnh Quang lúc này cảm thấy có chút xấu hổ khi đối mặt với Tề Đẳng Nhân, dù sao tình hình mới vừa rồi còn căng thẳng như vậy. Hơn nữa, cái miệng của Tề Đẳng Nhân còn không buông tha cho người khác, ngay cả lời thô tục cũng nói ra. Chuyện này xem như hạ màn, đại hội tiếp tục tiến hành như bình thường, kế
kế tiếp đại hội, chính là một số bài phát biểu không đau không ngứa làm người ta cảm thấy hết sức nhàm chán. Sau khi Bogdanov ký hợp đồng xong cũng rời khỏi hiện trường, công việc của cậu ta chồng chất, không có thời gian tham gia mấy phân đoạn nhàm chán này. Không biết một năm tôi còn phải tham gia bao nhiêu cái đại hội như vậy nữa đây, lại còn không thể không đi, đúng là phiền chết người. Hướng Đông Tình ngồi trên ghế ngáp lên ngáp xuống, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Sau khi lấy được dự án công trình cảng nước sâu, nội tâm căng chặt của cô ta cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, vì thế, cơn buồn ngủ như thủy triều dâng, làm mí mắt cô ta trở nên nặng nề. Tề Đẳng Nhân nhún vai, nói cô có thể không đi mà. Hướng Đông Tình nhàn nhạt nói không đi. Không đi chính là không cho mặt mũi lãnh đạo, sau đó bọn họ sẽ có rất nhiều biện pháp để chấn chỉnh anh. Các doanh nhân khác đều đi, chỉ có anh là không đi, anh có ý gì? Ha ha, anh cho rằng làm kinh doanh buôn bán dễ dàng lắm hả? Anh cho rằng ai cũng có thể tùy tâm sở dục giống như anh sao? Hướng Đông Tình thật đúng là rất hâm mộ Tề Đẳng Nhân, vừa muốn cười lại vừa muốn chửi, thích làm gì thì làm, tuy rằng đôi khi nhìn qua có hơi liều lĩnh, nhưng cô ta cảm thấy như vậy rất tự do thoải mái. Trên lưng cô gánh vác trách nhiệm quá nặng nề, không thể làm việc một cái thoải mái như Tề Đẳng Nhân được. Nghe các lãnh đạo của Bộ Thương nghiệp nói chuyện xong, Hướng Đông Tình chỉ cảm thấy giống như đang nghe Đường Tăng niệm kinh để thôi miên mình, đầu cô ta ong ong. Không bao lâu sau, đầu cô ta bắt đầu gục lên gục xuống, mí mắt cũng không mở dậy nổi. Trái lại Dương Quan Quan lại nghe rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn viết lại, đại khái cô ta cảm thấy đây là một cơ hội học tập tốt. Tôi ngủ trước một lát, không chịu nổi nữa. Hướng Đông Tình thấp giọng nói, trực tiếp tựa đầu lên vai Tề Đẳng Nhân, đôi mắt nhắm lại, cái gì cũng mặc kệ. Tề Đẳng Nhân có chút sở khóc sở cười, nếu như để cho mấy người lãnh đạo nhỏ nhen đó nhìn thấy cô ta ngủ trong lúc đại hội, không chừng cũng sẽ ghim cô ta đúng không? Mấy ngày nay Hướng Đông Tình thật sự quá mệt mỏi, cũng chưa nghỉ ngơi tốt được ngày nào, cho dù đang ngồi dựa lên vai Tề Đẳng Nhân cũng ngủ rất sâu. Hướng Tổng ngủ rồi sao? Dương Quan Quan quay đầu lại nhìn Hướng Đông Tình đang dựa vào vai Tề Đẳng Nhân ngủ, không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, phỏng chừng gần đây không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tề Đẳng Nhân cười nói. Dương Quan Quan duỗi tay lấy điện thoại di động ra, trực tiếp mở camera. Tề Đẳng Nhân trừng mắt nói cô làm cái gì vậy? Dương Quan Quan cười ha hả, nói tôi muốn chụp ảnh, nếu lần sau anh còn dám bắt nạt tôi sẽ cho Lý Vân Uyển xem bức ảnh này. Tề Đẳng Nhân cười dữ dằn, nói nếu cô không sợ bị tôi cho một trận thì cứ gửi đi. Hơn nữa, mới vừa rồi là ai bảo tôi ôm cô ta một chút? Có bản lĩnh, thì cùng nhau nói cho Vân Uyển nghe. Dương Quan Quan nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhân, sợ tới mức run run, cô ta lúng túng, bĩu môi nói được rồi, đùa anh chút thôi mà, anh đúng là nhỏ nhen, ngay cả vui đùa một chút cũng không được. Tề Đẳng Nhân hừ lạnh một tiếng. Đối với Dương Quan Quan này nhất định phải mạnh tay mới được, nếu không làm gì, cô ta sẽ được nước lấn tới. Cùng lúc đó, tin tức tập đoàn Hướng Thị lấy được quyền chủ đạo của dự án cảng nước sâu cảng đã được đưa ra ngoài. Sau khi mọi người biết được tin tức này, đều lắp bắp kinh hãi, không một ai nghĩ tới, Từ Ngạo Tuyết như nắm chắc thắng lợi, vậy mà lại thua trên tay Hướng Đông Tình. Xem ra, nếu như Liên minh Thương nghiệp Từ Thị muốn thâu tóm tập đoàn Hướng Thị, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này mọi người đang thì thầm trong lòng, đặc biệt là những người đã đầu tư rất nhiều tiền cho Liên minh Thương nghiệp Từ Thị. Sau khi Lý Vân Uyển nghe được tin tức, vội vàng gửi tin nhắn chúc mừng cho Tề Đẳng Nhân, cũng khen hắn không ít. Cuối cùng, đại hội cũng đến giai đoạn bế mạc. Bên chính phủ tỉnh mời khách quý lên đài đọc diễn văn, khách quý này là hai người phụ nữ xinh đẹp. Một người là Kiều Thu Mộng, còn một người khác là Sở Băng. Cô Minh Tinh mà lần trước bị Tề Đẳng Nhàn cầm lựu đạn ép cho quỳ xuống khi Hướng Đông Tình mở tiệc tại Sơn Trang Vân Đỉnh. Dương Lệnh Quang vốn dĩ muốn mời Hướng Đông Tình, chẳng qua, Hướng Đông Tình từ chối, tỏ vẻ không có hứng thú. Cho nên, chỉ có thể lấy lui làm tiến mà lựa chọn Kiều Thu Mộng, dù sao, nữ doanh nhân địa phương xinh đẹp ở tỉnh Đông Hải cũng không nhiều, có danh tiếng thì càng ít ỏi không bao nhiêu. Bản thân Sở Băng cũng là Minh Tinh, dung mạo đương nhiên hơn người. Biểu hiện lúc sau khi lên đài rất thong dong điềm tĩnh. Kiều Thu Mộng cũng biết đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân, đương nhiên sẽ không bỏ qua, biểu hiện của cô ta cũng cực kỳ tốt. Có hai người đẹp diễn thuyết, làm các doanh nhân dưới đài đều vực dậy tinh thần, cho một tràng vỗ tay.
Hiện tại, tôi tuyên bố, đại hội đầu tư lần này tại tỉnh Đông Hải, chính thức kết thúc viên mãn. Sở Băng cầm microphone, cười nói với mọi người. Lúc cô ta nói chuyện, tấm màn che trên đài bỗng nhiên phát ra tiếng cạch cạch, Tề Đẳng Nhân ngẩng đầu nhìn lên. Cẩn thận, mau tránh ra, Tề Đẳng Nhân hét to về phía Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng giật mình, sau đó theo bản năng né sang bên cạnh hai bước, cô ta cũng không biết bản thân vì sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ngay khi cô ta bước tới bước thứ ba, tấm màn che nặng nề ngã xuống, toàn bộ đều sụp xuống, khiến những người có mặt tại hiện trường phải thốt lên. Oanh! Sở Băng không kịp phản ứng lại, trực tiếp bị tấm màn che đập vào người, ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu đã bị đập cho ngất đi. Kiều Thu Mộng không khỏi hãi hùng khiếp vía, còn may là vừa rồi cô ta nghe lời, bước sang bên cạnh vài bước, chứ chờ tấm màn che này sụp xuống, bản thân cô ta chỉ sợ cũng khó tránh khỏi một kiếp. Người của chính phủ thấy một màn như vậy cũng hết hồn, sau đó sôi nổi đi tới kéo tấm màn che dày nặng lên cứu Sở Băng đang bị đè phía dưới. Sở Băng nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, trực tiếp đưa đến bệnh viện. Sắc mặt Dương Lệnh Quang rất khó coi, ông ta đi tìm lãnh đạo phụ trách hiện trường mắng cho một trận, mắng đối phương đến không dám ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy đau khổ. Cảm ơn, nếu không phải vừa rồi có lời nhắc nhở của anh, chỉ sợ tôi cũng phải vào bệnh viện chung với cô ta rồi. Trong lòng Kiều Thu Mộng vẫn còn sợ hãi mà nói với Tề Đẳng Nhân, chân thành cảm tạ hắn đã nhắc nhở mình. Không có gì, Tề Đẳng Nhân chỉ cười cười, chuyện này không có gì đặc biệt để bận tâm. Loại chuyện này, chỉ có thể nói là Sở Băng quá xui xẻo, vốn là chuyện này sẽ giúp cô ta càng thêm nổi bật, vậy mà lại biến thành chuyện xui xẻo. Chẳng qua, Tề Đẳng Nhân chẳng có chút thương hại nào với người phụ nữ này, cô ta quá độc ác tàn nhẫn. Hơn nữa còn là người phát ngôn của tập đoàn Từ Thị, cho dù cô ta có chết, hắn cũng không muốn nhìn lại. Sau khi tan họp, mọi người đều lần lượt rời đi. Hướng Đông Tình duỗi người, quay đầu nói với Tề Đẳng Nhân, anh và thư ký Dương đi ăn với tôi một bữa đi, tôi mời, tôi cho người đặt bàn trước rồi. Tề Đẳng Nhân không chút do dự mà đồng ý, nhưng Dương Quan Quan lại lắc đầu, nói bây giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, Tề Tổng đi cùng cô là được rồi. Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của cô ta đều rất mệt, hơn nữa trên mặt còn có hơi sưng lên, không muốn xuất hiện ở bên ngoài. Về sau tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, thư ký của tôi, sao có thể dễ dàng để cho người khác bắt nạt. Tề Đẳng Nhân vỗ vai Dương Quan Quan, an ủi cô ta. Tôi là thư ký của hội đồng quản trị, cũng không phải thư ký của một mình anh. Dương Quan Quan tự mãn hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua. Những lời này của Tề Đẳng Nhân lại có chút được lòng cô ta, ít nhất cũng làm trong lòng cô ta có chút rung động. Còn điều gì có thể ngọt ngào hơn khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ rằng sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Tề Đẳng Nhân đưa Dương Quan Quan về nhà rồi đi tới biệt thự của Hướng Đông Tình, tòa biệt thự này mang phong cách cổ điển, có ba cửa ra vào, một cánh cửa có giá trị chừng mấy trăm vạn. Căn biệt thự này thế mà cũng nguy nga không kém Vân Đỉnh Thiên Cung của tôi, Tề Đẳng Nhân có chút kinh ngạc mà ngắm nhìn. Xin chào Tề Tổng, tôi là quản gia nhà Hướng Tổng A Phúc. Một ông lão mặc tây trang đi ra, tóc ông ta trắng xóa, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, hiển nhiên là quản gia của Hướng Đông Tình. Tề Đẳng Nhân bắt tay với quản gia A Phúc, nói xin chào chú Phúc, lần đầu gặp mặt, cháu có mang theo một ít trà, cháu tặng chú. Vẻ mặt A Phúc vui vẻ. Nói Tề Tổng ngài cũng khách khí quá, nào, tôi dẫn ngài vào nhà. Vừa vào cửa, đập vào mắt là một vườn hoa nhà kính, hương hoa tràn ngập bốn phía, có một con đường giải đá dẫn đến cửa thứ hai. Sau khi bước vào cửa, bên trái là một hòn non bộ để đón gió tích nước, bên trong có cá koi bơi qua bơi lại, nhìn qua bên phải, là một gian đình xây lan can chạm trổ bằng ngọc, rất thích hợp để uống trà chiều. Tiến vào phía sau cửa thứ ba chính là biệt thự nguy nga tráng lệ bên trong. Không hơn không kém so với hoàng cung thời cổ đại, ở giữa phòng khách treo một cái đèn chùm pha lê trị giá trăm vạn. Chậc, đúng là giàu có, Tề Đẳng Nhân cảm thán, hiện tại hắn ở Vân Đỉnh Thiên Cung cũng chưa trang hoàng nguy nga như vậy. A Phúc cười nói đây là căn biệt thự mà năm đó ông chủ tự mình thiết kế rồi cho người xây nên, ông chủ trước kia có học qua thiết kế kiến trúc cổ, rất giỏi trong mấy chuyện thiết kế nhà cửa này. Tề Đẳng Nhân gật đầu. A Phúc lại nói Tề Tổng. Ngài chính là người bạn nam đầu tiên mà tiểu thư mời vào căn biệt thự này, tôi rất vui khi tiểu thư có thể có một người bạn như ngài. Tề Đẳng Nhân ngơ ngẩn, không
không nghĩ tới hắn lại là người đầu tiên của Hướng Đông Tình. Chẳng qua, Hướng Đông Tình nếu biết hắn dùng từ như vậy để hình dung, chỉ sợ sẽ trực tiếp đá hắn ra khỏi biệt thự. A Phúc rót trà cho Tề Đẳng Nhân, sau đó để hắn ngồi một lát, không bao lâu, Hướng Đông Tình đi tới. Cô ta đã đổi quần áo thành thường phục rộng rãi ở nhà, tóc hơi tung xóa, cũng không để ý, trên người lộ ra một chút khí chất lười biếng hiếm thấy. Tới rồi sao, đi ăn thôi, hôm nay nhất định phải uống hai ly, xem như chúc mừng. Hướng Đông Tình gật đầu chào hỏi Tề Đẳng Nhân, nói. Bữa cơm này cũng không phát sinh chuyện gì khác, kết thúc vô cùng đơn giản. Tề Đẳng Nhân cơm nước xong thì chuẩn bị chào tạm biệt, A Phúc đi ra tiễn khách, cực kỳ khách khí. Tề Tổng về sau hy vọng ngài thường tới, tiểu thư nhà chúng tôi quá ít bạn bè, ngày thường muốn tìm một người nói chuyện cũng không được. Thái độ của A Phúc với Tề Đẳng Nhân rất nhiệt tình, nắm tay hắn bắt tay liên tục. Ấy, nếu cô ấy không mời tôi làm sao dám tới chứ? Tề Đẳng Nhân bất đắc dĩ cười. Tiểu thư ra mặt mỏng, không dễ mở miệng, ngài là đàn ông, chủ động một chút thì có sao? Trên mặt A Phúc tràn đầy ý cười, nói. Tề Đẳng Nhân ngây ngẩn, A Phúc nói tiểu thư nếu đã tình nguyện mời ngài tới nhà ăn cơm, vậy lần sau ngài cứ trực tiếp tới đây, tiểu thư cũng sẽ không nói gì. Tôi chăm sóc tiểu thư từ nhỏ đến lớn, con bé có tính cách, tôi đều rất rõ. Tề Đẳng Nhân chỉ có thể đồng ý. A Phúc trao đổi số điện thoại với Tề Đẳng Nhân, nói về sau có chuyện gì, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với ngài. Tề Đẳng Nhân nói chú Phúc khách khí quá, tôi và Hướng Đông Lôi là bạn thân. Cậu ta đã giúp đỡ tôi không ít chuyện, giúp đỡ Hướng Tổng và tập đoàn Hướng Thị là nghĩa vụ của tôi. A Phúc nhìn Tề Đẳng Nhân rời đi, trên mặt tràn đầy ý cười, đây chính là người bạn nam đầu tiên Hướng Đông Tình đưa vào nơi này, điều này làm ông ta cảm thấy, quan hệ của hai người hẳn là không giống với người khác. Bên này Tề Đẳng Nhân nhẹ nhàng ăn xong một bữa cơm, nhưng bên Kiều Thu Mộng đã xảy ra chuyện. Cô ta vừa về đến nhà không bao lâu. Một người đàn ông trung niên mang theo một đám người tiến vào nhà. Ai là Kiều Thu Mộng? Người đàn ông trung niên này vừa tiến vào nhà, trên mặt đằng đằng sát khí hỏi. Kiều Quốc Đào giật mình, nhận ra người đàn ông trung niên kia, ông ta là doanh nhân đến từ thủ đô, một ông chủ sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ, tên của ông ta là Long Tông Toàn. Long Tổng, cơn gió nào đã đưa ngài tới nơi này của tôi? Tìm con gái tôi có chuyện gì sao? Trên mặt Kiều Quốc Đào đầy ý cười làm lành hỏi. Kiều Thu Mộng là con gái ông, mau bảo cô ta lập tức cút ra đây. Long Tông Toàn không chút khách khí mà nói. Kiều Thu Mộng đã đi ra, nhíu mày, hỏi Long Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi từng đắc tội chú sao? Cô ta và Long Tông Toàn chưa gặp nhau một lần nào, căn bản không biết đối phương nổi trận lôi đình tới tìm cô ta để làm gì. Bàng Tú Vân cũng tươi cười, nói Long Tổng. Thu Mộng nhà chúng tôi đã đắc tội gì đến ngài sao? Đối mặt với người có bối cảnh ở thủ đô, hơn nữa còn sở hữu tài sản chục tỷ như Long Tông Toàn, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Tập đoàn Long Thị tùy tiện động một ngón tay, là có thể nghiền chết tập đoàn Kiều Thị của bọn họ, cho nên, dù cho đối phương có vô lễ tới mức nào, bọn họ đều phải chịu đựng. Không đắc tội tôi, Kiều Thu Mộng, chính cô tự mình ngẫm lại xem cô đã làm gì. Long Tông Toàn cười lạnh nói. Tôi thật sự chưa từng đắc tội với Long Tổng, thậm chí ngay cả nói xấu Long Tổng cũng chưa từng, hai chúng ta hôm nay đều là lần đầu tiên gặp nhau. Kiều Thu Mộng cười khổ nói, đối mặt với Long Tông Toàn hùng hổ, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ánh mắt Long Tông Toàn lạnh lùng, nói hôm nay cô và Sở Băng ở đại hội đầu tư đã xảy ra cái gì, trong lòng cô còn không rõ ràng sao. Kiều Thu Mộng sửng sốt, không biết chuyện này có liên quan gì tới cô ta. Kiều Quốc Đào đứng ở một bên vội vàng nói Thu Mộng, con nói đi, con rốt cuộc đã làm gì? Kiều Thu Mộng nói tôi không làm gì cả, chúng tôi được ban tổ chức mời lên đài đọc diễn văn. Chẳng qua, đến cuối cùng tấm màn che trên trần nhà bị sụp xuống. Tôi né được, nhưng, Sở Băng tiểu thư thì không. Long Tông Toàn gật đầu, cười lạnh nói như vậy, hiện tại cô còn dám nói ra loại lời nói không đắc tội tôi này sao? Kiều Thu Mộng trợn tròn mắt. Kinh ngạc nói tôi đâu có làm gì đâu, như thế nào lại thành đắc tội ngài. Long Tông Toàn nói Sở Băng là con gái nuôi của tôi, cô nói xem cô có đắc tội tôi không. Kiều Thu Mộng nói tấm màn che bị sụp cũng đâu phải do tôi làm, hơn nữa,
tôi lúc ấy không có để ý tới Sở Băng tiểu thư, chỉ tự mình tránh ra mà thôi. Kiều Quốc Đào cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, chuyện này không có liên quan gì tới Kiều Thu Mộng. Bàng Tú Vân cũng nghĩ thế, cảm thấy Long Tông Toàn đã hiểu lầm việc này, hiện tại chỉ cần thuyết phục xong, hẳn là không có chuyện gì to tát. Chẳng qua, Long Tông Toàn lại cười dữ tợn một tiếng, nói tấm màn che kia sụp xuống, vì sao cô không đẩy Sở Băng ra? Vì sao chỉ né có một mình? Kiều Thu Mộng chua xót nói Su Cát Tị Hung là bản năng của con người, né đi cũng là bình thường mà. Long Tông Toàn cười lạnh nói cái đồ đê tiện như cô, mắc gì lại né đi? Vì sao người bị thương lại là Sở Băng? Còn không phải bởi vì cô không kịp thời đẩy con bé ra sao? Nếu như cô có thể đẩy con bé sao có thể bị màn che đập chúng chứ? Kiều Thu Mộng trực tiếp bị sự vô lý của Long Tông Toàn làm cho đầu óc rối loạn, nhưng ngại địa vị của đối phương quá lớn, bản thân cô ta không thể đắc tội, chỉ có thể nén giận. Kiều Quốc Đào đứng ở một bên vội vàng nói Long Tổng, chuyện này thật sự không thể trách Thu Mộng được. Đó là trách nhiệm bên phía ban tổ chức, không phải trách nhiệm của con bé. Đây chính là trách nhiệm của cô ta, nếu lúc ấy cô ta đẩy Sở Băng ra, không phải là không có việc gì rồi sao? Long Tông Toàn ngang ngược nói. Tôi lúc ấy chỉ là không muốn bị màn che rơi xuống người nên mới né đi, căn bản không nghĩ được gì khác. Kiều Thu Mộng nói. Không muốn bị màn che rơi chúng. Hừ, cái đồ đê tiện như cô, sao có thể so với con gái nuôi của tôi? Cô bị đập chết là cô xứng đáng, mà Sở Băng của tôi bị đập trúng, thì là do cô không đúng rồi. Cô lúc ấy nên dùng hết toàn lực để cứu con bé, cho dù có bị đập chết thì cũng có sao đâu, ngược lại còn có thể giành được một cái danh hiệu anh hùng. Hiện tại thì cô còn sống, còn lại Sở Băng bị đập thành trọng thương, cô cần phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm. Khi nói chuyện, Long Tông Toàn duỗi tay bắt lấy cổ áo của Kiều Thu Mộng, vẻ mặt dữ tợn. Một bên Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân sợ tới mức run rẩy, muốn đi lên giúp con gái, nhưng lại bị đám vệ sĩ Long Tông Toàn mang đến kéo lại. Bạch bạch bạch, Long Tông Toàn nâng tay lên, tát lên mặt Kiều Thu Mộng mấy tiếng giòn vang, đánh đến mức đầu óc Kiều Thu Mộng choáng váng, khóe miệng nứt vỡ. Còn cảm thấy mình không sai không? Long Tông Toàn hỏi. Tôi không sai, Kiều Thu Mộng nghẹn ngào khóc lên. Long Tông Toàn cười lạnh một tiếng, đấm mạnh một cái vào bụng cô ta, đánh đến cô ta suýt nữa phun ra máu. Tôi sai rồi, Long Tổng, đều là do tôi sai, ngài buông tha tôi đi. Kiều Thu Mộng thật sự không thể chịu đựng được bạo lực như vậy, cắn răng nhận tội oan ức. Lúc này, trong lòng cô ta lại cảm thấy thê lương, nếu như Tề Đẳng Nhân ở đây, bản thân cô ta sẽ không bị đánh thảm như vậy đúng không? Thư ký của Bogdanov bắt nạt Dương Quan Quan, còn bị Tề Đẳng Nhân đánh thừa sống thiếu chết, hơn nữa, Bogdanov cuối cùng còn dám nói gì. Nếu như Tề Đẳng Nhân ở đây, Long Tông Toàn có thể có cơ hội ra tay với mình sao? Ông ta còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Câu nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ hối hận của Kiều Thu Mộng trước đây, lúc này, trong lòng cô ta cuối cùng cũng nảy sinh ra hối hận. Cô ta hối hận bản thân lúc trước quá cay nghiệt, cũng hối hận bản thân có mắt không tròng. Đẩy người đàn ông thực sự quan tâm mình ra xa. Long Tông Toàn vừa lòng gật đầu, nói biết sai là được. Như vậy, cô hẳn nên bồi dưỡng tổn thất cho Sở Băng đúng chứ? Kiều Thu Mộng hoàn toàn choáng váng, ép buộc cô ta cúi đầu nhận sai thì thôi đi, cư nhiên còn bắt cô ta bồi thường cho Sở Băng. Long Tổng, cầu xin ngài dừng tay đi, đừng đánh con bé nữa, Thu Mộng từ nhỏ đến lớn, chúng tôi còn không nỡ đánh con bé, Bàng Tú Vân trực tiếp khóc lên, vô cùng tuyệt vọng. Long Tông Toàn không để ý đến lời cầu xin của bà ta, chỉ lạnh lùng mà nói với Kiều Thu Mộng nếu như thân thể Sở Băng đã bị trọng thương, không thể nào hầu hạ tôi, vậy cô cứ coi như là con gái nuôi của tôi đi. Trong khoảng thời gian này, cô ở bên cạnh tôi thay thế cho Sở Băng. Chờ khi nào con bé bình phục, cô lại cút đi. Hiểu chưa? Kiều Thu Mộng sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng nói không, không được. Không được, trên thế giới này. Không có người phụ nữ nào có thể từ chối tôi. Cô đã tự biết mình sai rồi, vậy mà còn dám ra hai chữ không được này. Cô dám không cho Long Tông Toàn tôi mặt mũi sao? Long Tông Toàn giận tím mặt, xách theo cổ áo của Kiều Thu Mộng hung hăng ném xuống, khiến cô ta té xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, bên gáy của Kiều Thu Mộng đập mạnh xuống đất, cô ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc ong lên một tiếng, cả người trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.
giả chết phải không? Long Tông Toàn nhìn thấy Kiều Thu Mộng hôn mê bất tỉnh, còn không hài lòng, lấy chân trực tiếp đạp xuống. Một chân này đạp xuống, Kiều Thu Mộng cũng không có động tĩnh gì, Long Tông Toàn lúc này mới sửng sốt, không tiếp tục ra tay nữa. Long Tông Toàn, tao liều mạng với mày, Kiều Quốc Đào giận dữ hét lên. Phế vật, ông mà cũng xứng. Long Tông Toàn cười lạnh một tiếng, một chân đá vào bụng Kiều Quốc Đào. Kiều Quốc Đào há mồm nôn ra dịch dạ dày, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cong người lại như một con tôm. Long Tông Toàn duỗi tay sửa sang lại vạt áo lộn xộn của mình, tùy ý mà nhìn qua Kiều Thu Mộng đang hôn mê, chỉ thấy dưới gáy cô ta chảy ra máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Khi nào cô ta khôi phục, thì đưa cô ta tới chỗ tôi, đừng ra vẻ với tôi, nếu không tôi cho cả nhà các ông xong đời. Long Tông Toàn lạnh lùng mà nói. Ông phất phất tay, mang theo đám vệ sĩ của mình, trực tiếp rời khỏi Kiều gia. Bàng Tú Vân kêu khóc gọi điện thoại cho bệnh viện, bảo bọn họ lập tức phái xe cứu thương tới đây cứu người. Lão Kiều, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự phải đem Thu Mộng đến cho Long Tông Toàn sao? Ô ô ô, ông ta thật khinh người quá đáng, chuyện này căn bản không phải là Thu Mộng sai mà. Bàng Tú Vân lúc này đã hoang mang lo sợ, ở trước mặt loại nhân vật có cấp bậc như Long Tông Toàn, bà ta căn bản không có bất cứ ý định chống chọi nào. Kiều Quốc Đào liên tục ho khan, bình tĩnh lại, thở dài một hơi, nói chắc tôi đành phải mặt dày gọi điện thoại cho đảng nhân, để hắn giúp chúng ta thôi. Kiều gia hiện tại đã trở thành trò cười của thành phố Trung Hải, dù sao, chuyện Tề đảng nhân đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn Hướng Thị đã được người trong giới biết hết. Kiều gia khinh thường hắn, còn bắt hắn ly hôn với Kiều Thu Mộng, điều này làm cho mọi người đều mắng Kiều gia mắt chó không được ngả voi. Mấy ngày nay, vì tránh cho đôi bên cũng xấu hổ mà Kiều Quốc Đào không có liên lạc gì với Tề đảng nhân. Xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh đã tới, Kiều Quốc Đào và Kiều Thu Mộng đều được đưa vào bệnh viện. Kiều Quốc Đào chỉ bị một chút xây sát nhẹ, nhưng Kiều Thu Mộng bị thương khá nghiêm trọng, phần đầu bị thương, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Kiều Quốc Đào, ông đưa con gái vào bệnh viện chưa? Khi nào Kiều Thu Mộng ổn hơn, thì nhớ lập tức gọi cho tôi. Tôi không có nói giỡn với ông, nếu ông không đưa người, cả nhà ông cứ chờ chôn cùng đi. Nếu ông không tin thì có thể thử xem. Kiều Quốc Đào mới vừa trị liệu xong đã nhận được cuộc điện thoại của Long Tông Toàn gọi tới. Long Tông Toàn, ông khinh người quá đáng. Kiều Quốc Đào phẫn nộ mà quát. Long Tông Toàn trực tiếp cúp điện thoại, không để ý tới ông ta. Không bao lâu, đám người Kiều Quốc Đống và Kiều Thanh Vũ chạy tới bệnh viện. Kiều Quốc Đống chỉ vào mũi Kiều Quốc Đào mắng to, nói Kiều Quốc Đào, xem mày làm ra cái chuyện tốt gì rồi, thế mà dám đắc tội Long Tổng của tập đoàn Long Thị. Mày có biết chuyện này sẽ mang đến tai họa gì cho Kiều gia không? Kiều Quốc Đào cắn răng nói chuyện này không phải do nhà chúng ta sai, hoàn toàn là do Long Tông Toàn tại hiếp người quá đáng. Kiều Quốc Đống lạnh lùng nói không liên quan gì đến nhà mày. Hiện tại Long Tông Toàn điểm danh muốn Kiều Thu Mộng, chờ sau khi nó tỉnh lại. Lập tức đưa nó đến chỗ Long Tông Toàn đi. Cái gì, Kiều Quốc Đống, ông có còn là anh em của tôi không? Có còn là người một nhà nữa hay không? Ông vậy mà muốn tôi làm ra chuyện như vậy, Kiều Quốc Đào tức giận nói. Chỉ vì đứa con gái vô dụng của mày mà muốn làm toàn bộ Kiều gia chôn cùng sao? Xin lỗi, tao không làm được. Nếu mày không làm được, thì để tụi tao làm. Họa là do nó gây ra, tụi tao không muốn gánh vác thay cho nó. Kiều Quốc Đống lạnh mặt, một chút thân thích tình cảm cũng không để ý. Kiều Thanh Vũ đứng một bên cũng nhàn nhạt nói ba tôi nói không sai, chuyện là do Kiều Thu Mộng gây nên, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cô ta lúc đó nên đứng ở chỗ kia để tấm màn che đập chết cô ta mới đúng, như vậy ngược lại còn không xảy ra tai họa gì. Kiều Quốc Đào bị Long Tông Toàn ức hiếp còn chưa tính, không nghĩ tới thân thích của mình vậy mà cũng ức hiếp người một nhà. Ông ta tức giận đến mức trước mắt tối sầm, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Người bệnh đã tỉnh, người nhà có thể đi vào nhìn xem. Ngay lúc này, một người bác sĩ đi ra, nói. Kiều Quốc Đống nhíu mày nói tỉnh rồi sao? Vậy thì vừa đúng lúc, hiện tại trực tiếp đưa đến chỗ của Long Tổng đi. Bàng Tú Vân hét to tôi xem các người ai dám, các người nếu dám động vào Thu Mộng dù chỉ một đầu ngón tay, tôi dù chết cũng sẽ kéo các người xuống cùng chết. Chỉ bằng các người, cánh tay ninh đến qua đùi, Kiều Quốc Đống khinh thường mà cười lạnh. Mọi người đi vào phòng bệnh,
chỉ thấy Kiều Thu Mộng đang nằm nghiêng, trên đầu mang băng gạc, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm cánh cửa. Kiều Quốc Đào nhìn dáng vẻ này của Kiều Thu Mộng lập tức hoang mang lo sợ, nói Thu Mộng, con thế nào rồi? Con đừng làm cha sợ. Kiều Thu Mộng dùng đôi mắt vô thần nhìn ông ta một chút, suy yếu hỏi chồng của con đâu, con muốn gặp chồng con. Ha ha ha, Kiều Thu Mộng, mày bị ngu à, mày làm gì còn chồng nữa? Mày sinh ra có cái mắt chó không xem được ngà voi, đã sớm ly hôn chồng rồi. Kiều Thanh Vũ chào phúng nói. Cô ta trước kia khinh thường Tề Đẳng Nhân, nói Tề Đẳng Nhân là cái đồ quê mùa, là đồ nghèo rách, hiện tại, lại chê Kiều Thu Mộng mắt chó không xem được ngà voi, tốc độ lật mặt có thể nói là đỉnh của đỉnh. Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy đau đầu rụng nứt, lẩm bẩm nói không, không, không phải, các người gạt tôi không có ly hôn, tôi muốn gặp chồng tôi. Sau khi nói xong lời này, đầu cô ta vô cùng đau đớn, nhịn không được mà liên tục la nhẹ, cả người đều run rẩy. Bác sĩ vội vàng nói các người đừng có kích thích cô ấy, não bộ của cô ấy đã chịu tổn thương, còn phải chờ tiến thêm một bước kiểm tra nữa. Được được được, Thu Mộng con đừng kích động, cha giúp con tìm Tề Đẳng Nhân tới. Kiều Quốc Đào cười khổ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Kiều Quốc Đào, hiện tại việc cấp bách là đưa Kiều Thu Mộng đến chỗ của Long Tổng. Kiều Quốc Đống đen mặt nói. Bàng Tú Vân đứng trước giường bệnh của Kiều Thu Mộng, vẻ mặt dữ tợn, nói Kiều Quốc Đống, ông muốn hại con gái tôi thì cứ thử xem tôi có giết chết ông hay không. Lúc này khí chất điên cuồng quanh người Bàng Tú Vân cực kỳ đáng sợ, làm Kiều Quốc Đống trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Kiều Thanh Vũ cũng là bị dọa cho ngơ ngác, nhưng ngược lại cười lạnh, nói lúc trước là các người đá người ta đi, hiện tại lại muốn gọi điện thoại đi xin xỏ người ta. Cả nhà các người đúng là lớn mặt, hắn sao có thể để tâm tới các người. Người ta tùy tiện là có thể đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ đô la Mỹ, còn có thể để ý tới mấy người sao? Ha ha ha, đúng là buồn cười. Kiều Quốc Đào không nói nhiều, trực tiếp gọi vào số điện thoại của Tề Đẳng Nhân, nói Đẳng Nhân, Thu Mộng đã xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện, con mau tới đây một chuyến đi. Tề Đẳng Nhân cảm thấy giọng nói của Kiều Quốc Đào không bình thường. Ý thức được chỉ sợ là chuyện không nhỏ, lập tức nói chú Kiều chờ một lát, hiện tại cháu lập tức tới. Kiều Quốc Đào nói được được được, cháu cố gắng đến nhanh một chút, Thu Mộng hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện gặp cháu thôi. Tề Đẳng Nhân nhíu mày, lập tức đi luôn, trong lòng cũng có chút kỳ quái, vào lúc buổi chiều không phải Kiều Thu Mộng không còn bình thường sao? Làm sao mới không gặp nhau mấy tiếng, lại đột nhiên vào bệnh viện rồi? Cô ta hẳn là không có bệnh hiểm nghèo gì mới đúng. Thân thể rất khỏe mạnh. Hai người Kiều Thanh Vũ và Kiều Quốc Đống thấy Kiều Quốc Đào thật sự gọi được cho Tề Đẳng Nhân, hơn nữa hình như còn gọi được cho người ta tới, đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Kiều Quốc Đào, hy vọng mày đừng có làm sai chuyện gì, hại chết Kiều gia chúng ta. Kiều Quốc Đống hung hăng để lại một câu tàn nhẫn, rồi mang theo Kiều Thanh Vũ trực tiếp rời đi. Cái tên Tề Đẳng Nhân này, bọn họ hiện tại thật sự không thể trêu vào, cũng không muốn trêu. Không bao lâu sau, Tề Đẳng Nhân đi tới bệnh viện, xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Chú Kiều, có chuyện gì thế? Thấy Kiều Quốc Đào trông cũng có vẻ ốm yếu, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, trầm giọng hỏi. Kiều Quốc Đào xua xua tay, cười khổ nói, cháu đừng lo cho chú, cháu đi thăm Thu Mộng trước đi, đầu con bé bị thương rồi, bây giờ nó chẳng nhận ra ai nữa cả. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, vừa mới đi vào trong phòng bệnh đã nhìn thấy Kiều Thu Mộng đang nằm nghiêng và nhìn về phía mình. Đôi mắt vốn đang đờ đẫn bỗng ngay lập tức sáng lên. Ông xã, Kiều Thu Mộng vui vẻ gọi. Tề Đẳng Nhàn bị câu nói này của cô ta làm cho giật mình, cho dù là vào ngày kết hôn thì Kiều Thu Mộng cũng chưa từng gọi hắn như thế. Bây giờ bọn họ đã ly hôn được một thời gian rồi, sao tự nhiên lại đổi xưng hô thế? Bàng Tú Vân đang ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng, đầu con bé bị thương rồi, cũng không biết làm sao nữa, cháu qua đó với nó đi. Tề Đẳng Nhàn đi đến bên cạnh Kiều Thu Mộng, nói, xảy ra chuyện gì mà lại bị thương thành ra như này thế? Đương nhiên hắn nhìn ra được rằng vết thương của Kiều Thu Mộng không phải do mấy thứ tai nạn như kiểu bị xe đâm gây ra mà là do bị người khác đánh. Hình như em bị người khác bắt nạt, có điều, đây đều là do anh không ở bên cạnh bảo vệ em đó. Kiều Thu Mộng bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Tề Đẳng Nhàn cười gượng và ngồi xuống bên cạnh cô ta, vẻ mặt có hơi khó coi. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ta nắm lấy cổ tay của cô ta, bắt mạch vài lần rồi hỏi, cô mất trí nhớ rồi à?
Kiều Thu Mộng nhìn hắn với vẻ ngây ngốc, bày ra vẻ mặt đáng yêu và nói, em có mất trí nhớ đâu, em vẫn nhớ ra anh mà, anh chính là chồng của em. Bàng Tú Vân và Kiều Quốc Đào ở phía sau nghe thấy thế thì liên tục lau nước mắt, cảm thấy Kiều Thu Mộng thật là đáng thương, cô ta bị Long Tông Toàn đánh cho thành cái bộ dạng này nhưng bọn họ lại chẳng giúp được gì vào lúc đó. Đúng rồi, em nhớ đúng lắm, Tề Đảng Nhàn chỉ có thể tạm thời an ủi cô ta trước. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng nổi trận lôi đình, cho dù Kiều Thu Mộng đã ly hôn với hắn rồi nhưng cũng đâu phải ai cũng có thể bắt nạt cô ta đâu. Kiều gia có ơn đối với hắn, lúc trước khi hắn bị trục xuất ra khỏi đế đô, chính Kiều gia đã giúp đỡ hắn trong một khoảng thời gian. Ôm em đi, Kiều Thu Mộng giơ tay ra làm nũng và nói. Được rồi, anh đỡ em lên, em đừng cử động lung tung. Tề Đảng Nhàn giơ tay ra ôm Kiều Thu Mộng ngồi lên. Sau đó chỉnh cao giường lên cho cô ta dựa vào. Kiều Thu Mộng trực tiếp dựa đầu vào trong ngực hắn, buồn bã nói, em cảm thấy hình như mình đã quên đi rất nhiều chuyện rồi, ông xã, anh đừng bỏ em lại một mình nhé. Tề Đảng Nhàn vỗ vào sau lưng cô ta, dịu dàng nói, không đâu, không đâu, em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Tề Đảng Nhàn cũng nhận ra được lần này có lẽ Kiều Thu Mộng thực sự bị thương không nhẹ. Phải bảo đại sư Tôn Thanh Huyền đến khám cho cô ta mới được. Đối với loại vết thương này, Tề Đảng Nhàn thực sự bó tay, quả thực phạm vi những loại bệnh mà hắn có thể chữa được khá là hạn hẹp. Ông xã, anh thật tốt, Kiều Thu Mộng cười nói, cô ta áp sát gò má sưng phồng của mình vào trong ngực hắn, vẻ mặt hưởng thụ. Tề Đảng Nhàn bất lực cười khổ, vẻ ngoài của Kiều Thu Mộng luôn mang đến cho người khác một cảm giác nữ cường. Bởi vì cô ta coi Ngọc Tử Long như thần tượng của mình và luôn bắt chước cô về mọi phương diện, hy vọng bản thân có thể bước ra một khoảng trời lớn hơn. Có lẽ bộ dạng khá là dính người và dịu dàng này mới là tính cách thực sự của cô ta. Tề Đảng Nhàn nhớ lúc cô ta còn nhỏ hình như cũng như thế này. Ai bắt nạt em thế? Em có còn nhớ không? Tề Đảng Nhàn hỏi. Em không nhớ nữa, chỉ biết là đầu em bị đánh vào một cái, đau lắm, Kiều Thu Mộng Lý Nhí nói. Đôi mắt trở nên vô hồn, cô ta thực sự không còn nhớ một chút gì cả. Không nhớ được thì thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, yên tâm nghỉ ngơi đi, anh bảo bác sĩ đến xem cho em là được. Tề Đảng Nhàn nói. Kiều Thu Mộng ừ một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, nói, vâng ạ, ông xã. Thấy cô ta cứ luôn miệng gọi Tề Đảng Nhàn là chồng, Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân ở bên cạnh đều vô cùng bối rối. Sao có thể không bối rối được cơ chứ? Sau khi Kiều Thu Mộng và Tề Đảng Nhàn kết hôn, người vẫn luôn thúc giục hai người họ ly hôn chính là Bàng Tú Vân, sau đó Kiều Thu Mộng thực sự đã nảy sinh ra suy nghĩ này, mặc dù Tề Quốc Đào không nói ủng hộ nhưng cũng ngầm thừa nhận rồi. Bây giờ, với quan hệ này của hai người, Kiều Thu Mộng lại cứ luôn miệng xưng hô theo kiểu thân thiết như vậy, người làm ba mẹ như bọn họ sao có thể không bối rối cho được. Kiều Thu Mộng cảm thấy đầu mình cứ choáng váng mãi, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi rồi. Cháu đi tìm Tôn Thanh Huyền đến khám cho cô ấy, mong là có thể chữa khỏi được cho cô ấy. Tề Đảng Nhàn nói với Kiều Quốc Đào. Vất vả cho cháu rồi, Đảng Nhàn. Tề Quốc Đào vội vàng nói. Tề Đảng Nhàn cười nói, lúc trước khi cháu và ba cháu gặp nạn, chính Kiều gia đã đưa tay ra giúp đỡ chúng cháu, chút chuyện nhỏ này ấy mà, chú Kiều không cần phải khách sáo thế đâu. Kiều Quốc Đào bối rối cười nói, ha ha, phải, người một nhà không cần nói lời khách sáo. Sau này chú không khách sáo như thế nữa là được chứ gì? Tề Đảng Nhàn thu lại ý cười trên mặt, trầm giọng nói, Thu Mộng bị người khác đánh có đúng không? Là ai ra tay độc ác như thế vậy? Là ba nuôi của Sở Băng, Long Tông Toàn, là mốt doanh nhân ở đế đô, chống lưng không nhỏ đâu, chúng ta không chọc vào ông ta được. Kiều Quốc Đào chỉ cảm thấy khắp miệng cay đắng. Tại sao ông ta lại ra tay nặng như thế? Tề Đảng Nhàn nhíu chặt mày lại. Hắn không nghĩ ra được giữa hai người này rốt cuộc có ân oán gì với nhau. Kiều Quốc Đào vô cùng ấm ức nói, hôm nay Thu Mộng và Sở Băng cùng tham gia hội nghị đầu tư, Sở Băng bị màn che làm cho bị thương, Long Tông Toàn lại trách Thu Mộng không đẩy Sở Băng ra kịp lúc, còn nói mạng của Sở Băng đắt giá hơn mạng của con bé nhiều, con bé nên đẩy Sở Băng ra và tự mình hứng chịu điều đó. Hơn nữa, ông ta còn đưa ra một yêu cầu vô cùng bất lịch sự. Bảo rằng dạo gần đây Sở Băng bị thương rồi nên muốn bắt Thu Mộng thay thế Sở Băng trong những ngày bị thương này. Thu Mộng không đồng ý nên ông ta đã trực tiếp ra tay với con bé. Lúc đó chúng ta bị vệ sĩ của ông ta giữ lại nên không thể giúp gì được.
ông ta ra tay nặng như thế nào, cháu cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân đều vô cùng ấm ức, dù sao thì bọn họ đã bị người khác bắt nạt ngay tại chỗ nhưng bản thân lại không thể làm gì được. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười khẩy, nói, không ngờ rằng cái thứ tiện nhân Sở Băng kia đã thích gây chuyện rồi mà ngay cả ba nuôi của cô ta cũng không phải thứ tốt lành gì, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ đối với cô ta. Lần trước Sở Băng bị Tề Đẳng Nhàn cầm lựu đạn dọa cho sợ đến nhũn cả người và quỳ xuống ngay tại chỗ. Lần này lại đến lượt ba nuôi của cô ta là Long Tông Toàn xuất hiện và đánh một người không hề có trách nhiệm gì như Kiều Thu Mộng Thành bị thương nặng đến như vậy. Đẳng Nhàn, Long Tông Toàn không phải là người bình thường đâu, cháu đừng có làm bừa. Kiều Quốc Đào nhắc nhở hắn. Chú yên tâm, trong lòng cháu tự có tính toán. Cháu gọi điện cho Tôn Thanh Huyền trước xem ông ấy đang ở đâu đã, bảo ông ấy đến khám bệnh cho Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn nói. Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn đi ra bên ngoài để gọi điện thoại cho Tôn Thanh Huyền. Vừa hay Tôn Thanh Huyền cũng đang ở trong bệnh viện và khám bệnh cho một bệnh nhân khác, nghe thấy Tề Đẳng Nhàn bảo muốn tìm mình, ông ấy ngay lập tức nói cho hắn biết số phòng bệnh mà mình đang ở. Tề Đẳng Nhàn đi thẳng đến chỗ đó, vừa mới đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tôn Thanh Huyền đang khám và điều trị cho người khác, xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ. Sở Băng. Sau khi nhìn thấy rõ người đang nằm ở trên giường bệnh, Tề Đẳng Nhàn cười khẩy một tiếng. Mấy tên vệ sĩ kia quay đầu ra, lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái và nói, ai thế? Cút ra ngoài đi, đừng có làm phiền Tôn tiên sinh khám bệnh cho người khác. Thầy đến rồi à? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tôn Thanh Huyền vội vàng quay đầu lại và cung kính nói. Mấy tên vệ sĩ nghe thấy Tôn Thanh Huyền xưng hô với Tề Đẳng Nhàn như thế thì không khỏi ngẩn người. Nếu đã là thầy của Tôn tiên sinh thì chẳng phải y thuật sẽ càng lợi hại hơn sao? Còn không mau qua đây khám cho cô Sở Băng, một tên vệ sĩ lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, đi lên phía trước và nói, lão Tôn, chúng ta đi thôi, đừng khám bệnh cho cô ta. Tôn Thanh Huyền ngây người, người bảo ông ấy đến khám bệnh cho Sở Băng là Long Tông Toàn, một thương nhân có tiếng của đế đô, ông ấy thực sự có chút không tiện đắc tội. Còn chưa đợi Tôn Thanh Huyền lên tiếng, mấy tên vệ sĩ ở xung quanh đã nổi giận rồi, người vừa mới lên tiếng ban nãy nói tiếp, có phải đầu óc mày có vấn đề hay không? Mày có biết cô Sở Băng là người của ai không? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo, nhìn mấy tên vệ sĩ này và nói, chẳng phải là người của Long Tông Toàn hay sao? Mày bảo ông ta đến đây đi, vừa hay tao cũng đang muốn tìm ông ta. Kiều Thu Mộng bị Long Tông Toàn đánh thành bộ dạng như thế kia, sao Tề Đẳng Nhàn có thể tha cho ông ta được? Chỉ có điều, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là để Tôn Thanh Huyền đi khám bệnh cho Kiều Thu Mộng, sau đó suy nghĩ phương pháp trị liệu. Sau khi nghe thấy lời này, Tôn Thanh Huyền không khỏi hoảng sợ, thì ra là giữa Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn có xích mích với nhau. Thầy ơi, Long Tông Toàn này không phải người dễ chọc vào đâu, ông ta còn có chống lưng ở đế đô nữa, chúng ta vẫn là đừng nên chọc vào ông ta thì hơn. Tôn Thanh Huyền khẽ giọng nói, tôi biết ông ta là người như thế nào. Thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc tôi xử lý ông ta. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Mọi chuyện đều là do Sở Băng mà ra, thế nhưng Tề Đẳng Nhàn không định gây phiền phức cho Sở Băng, dù sao thì chuyện này từ đầu đến cuối đều là do sự hống hách quá mức của Long Tông Toàn gây nên. Thằng nhãi kia, mày ăn nói kiểu gì thế? Sao mày dám bất kính với Long Tổng như thế, thật là chán sống rồi mà. Đừng cho rằng mày là thầy của Tôn tiên sinh thì bọn tao sẽ không dám động vào mày. Mấy tên vệ sĩ đều cười khẩy, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn bày trò như vậy chỉ đơn giản là đang tự tìm đường chết mà thôi. Tôn Thanh Huyền cười gượng nói, các vị xin đừng nóng giận. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, lão Tôn, đi theo tôi nào, sau này chỉ cần là người có liên quan đến Long Tông Toàn thì ông đừng quan tâm đến nữa. Nếu không thì ông đừng gọi tôi là thầy nữa. Dạo gần đây Tề Đẳng Nhàn đã chỉ dạy cho Tôn Thanh Huyền rất nhiều về việc làm sao để chữa trị cho những trường hợp đặc biệt khó chữa, điều này khiến cho bản thân Tôn Thanh Huyền cũng cảm thấy vô cùng mới lạ, đồng thời có cảm giác học một biết người, y thuật cũng đã phát triển thêm một bước. Trước đây Tôn Thanh Huyền không nắm bắt được mấy thứ như cổ độc, dáng đầu v.v., nhưng bây giờ thì ít nhiều cũng có thể nắm chắc được vài phần. Vậy nên Tôn Thanh Huyền vô cùng kính trọng Tề Đẳng Nhàn, mệnh lệnh của hắn. Tất nhiên ông ấy cũng không thể không nghe. Còn dám uy hiếp Tôn tiên sinh cơ à, mày tưởng mày là ai chứ? Xem ông đây hành chết mày.
Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói. Tề Đảng Nhàn cũng lười đáp lại, hắn xoay người và đi thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh. Sau khi ngây ra một lúc, Tôn Thanh Huyền cũng bất chấp tất cả mà theo hắn đi ra ngoài. Tôn tiên sinh, ông không được đi, nếu như ông đi rồi thì ai xử lý vết thương cho cô Sở đây? Một tên vệ sĩ trực tiếp đứng chắn lại ở cửa, chặn đứng đường đi. Vẻ mặt Tề Đảng Nhàn rất không kiên nhẫn, hắn nói cút ra. Tên vệ sĩ nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng ngoan cố và nói, nếu như mày biết điều thì quỳ xuống rồi chui ra từ chỗ này đi, tao có thể coi như mày chưa từng đến đây. Nói xong, hắn ta giang hai chân ra và chỉ xuống dưới háng của mình. Tề Đảng Nhàn nở nụ cười, sau đó đột nhiên giơ chân lên và đá một phát vào chỗ hiểm của hắn. Tốc độ của cú đá này quả thực quá nhanh, cho dù tên vệ sĩ đã có phòng bị từ trước nhưng vẫn bị đá mạnh vào chỗ hiểm, hắn ta đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy đũng quần của mình và ngã oạch ra đất. Mấy tên vệ sĩ khác ở trong phòng thấy thế thì cũng giận dữ gầm lên và tiến lên bao vây lấy hắn. Mấy tên phế vật chúng mày ấy hả, ném vào trong nhà tù của tao thì chẳng sống được qua 3 tiếng đồng hồ đâu. Tề Đảng Nhàn cười khẩy, bắt đầu tay 5 tay 10. Chẳng được bao lâu sau, mấy tên vệ sĩ của Long Tông toàn đều đã ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự cả rồi. Tôn Thanh Huyền thấy thế thì mắt chữ A mồm chữ O và nói, xem ra lần này chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Long Tông toàn rồi. Tề Đảng Nhàn nói, đắc tội, tôi không muốn đắc tội ông ta đâu, tôi chỉ muốn đánh chết ông ta thôi. Tôn Thanh Huyền cũng không biết Tề Đảng Nhàn và Long Tông toàn có thủ oán gì mà hắn lại giận dữ đến như thế. Lấy y truyền đạo, lấy võ vệ đạo. Lão Tôn, y thuật của ông cao siêu thuộc vào loại hàng đầu, nhưng mà vẫn phải học thêm chút võ thuật mới được. Từ trước đến nay y thuật và võ thuật vẫn luôn đi liền với nhau, ông thế này là học lệch nghiêm trọng lắm rồi đấy nhé, khi nào rảnh tôi sẽ dạy thêm võ cho ông. Tránh những lúc người ta bắt ông lại và ép ông chữa bệnh cho người khác mà ông lại không thể phản kháng. Tề Đảng Nhàn liếc Tôn Thanh Huyền một cái, nhàn nhạt nói. Tôn Thanh Huyền cười khổ vài cái, chắp tay nói, thầy dạy rất có lý, có điều bây giờ cái bộ xương già này của tôi ngoại trừ biết chút võ ngũ cầm hí thì liệu có học võ được nữa không? Tề Đảng Nhàn nói, học võ không coi trọng tuổi tác mà là coi trọng thiên phú, từ xưa đến nay cũng đâu phải không có lấy một ai lớn tuổi rồi mới bắt đầu luyện võ. Trong lúc nói chuyện, Tề Đảng Nhàn đã dẫn Tôn Thanh Huyền đến phòng bệnh của Kiều Thu Mộng bên này. Sau đầu của cô ấy bị thương, bây giờ cô ấy mất trí nhớ rồi, ông chẩn đoán cho cô ấy đi. Tề Đảng Nhàn nói, thế thì phải chụp CT với chụp cộng hưởng từ thì mới chẩn đoán được, Tôn Thanh Huyền bắt mạch trước rồi bất lực nói. Tề Đảng Nhàn bật cười, không phải ông là nhân vật đại diện cho trường phái y học cổ truyền Trung Quốc hay sao, sao mà cũng phải dùng đến mấy cái thứ đồ của y học phương Tây này thế? Tôn Thanh Huyền nói, không thể chẩn đoán tình trạng nội sọ bằng phương pháp của y học cổ truyền Trung Quốc được, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cô ấy đây là... Tôn Thanh Huyền rất có năng lực về mảng y học này, cho dù là nhân vật đại diện của trường phái y học cổ truyền Trung Quốc nhưng ông ấy vẫn rất am hiểu về mấy thứ liên quan đến y học phương Tây và có thể giải thích rõ ràng về các dây thần kinh và các cấu trúc lớn nhỏ trong não bộ. Ai mà ra tay nặng thế, đánh thành thế này, Tôn Thanh Huyền cũng không kìm được mà nhíu mày, cảm thấy một người phụ nữ bị đánh như thế này thì quả thật là có hơi quá đáng. Chính là Long Tông Toàn đó, nếu không thì ông cho rằng tôi tức giận như thế vì điều gì chứ? Tề Đảng Nhàn cười khẩy nói. Tôn Thanh Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Tề Đảng Nhàn đánh nhau với Long Tông Toàn thì quả thực là có hơi nguy hiểm. Tôn Thanh Huyền nói, với tình hình này của cô Kiều thì tạm thời chỉ có thể tĩnh dưỡng trước thôi, cố gắng hết sức đừng để cô ấy bị kích động, đặc biệt là về mặt tinh thần. Hai người Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân ở bên cạnh gật đầu lia lịa, vị thần y danh tiếng lẫy lừng Tôn Thanh Huyền này nói cái gì thì bọn họ cứ nghe theo đó là được. Tề Đảng Nhàn ngẩn người, thế chẳng phải chứng tỏ trong khoảng thời gian này hắn sẽ phải đóng vai chồng của Kiều Thu Mộng hay sao? Kiều Thu Mộng bị chấn thương vùng đầu gây ra mất trí nhớ, cộng thêm việc dạo gần đây áp lực về mặt tinh thần rất lớn, cùng với việc cô ta có quá nhiều suy nghĩ phức tạp đối với Tề Đảng Nhàn, nút thắt trong lòng quá lớn dẫn đến việc sau khi tỉnh lại thì đã biến thành như thế này. Kiều Thu Mộng tỉnh lại chưa? Nếu như tỉnh rồi thì hãy mau chóng đưa cô ta đến chỗ của Long Tổng đi. Nếu không thì cả nhà các người sẽ toi đời cùng nhau. Chính vào lúc này, một người thanh niên bước vào với bộ dạng vênh váo, vừa mới mở miệng ra đã ăn nói vô cùng thiếu tôn trọng. Đừng nhìn nữa,
Tôi là Văn Phong, thư ký của Long Tổng, các người mau chóng sắp xếp đi. Ánh mắt của Tề Đảng Nhàn rơi trên người Văn Phong, khóe miệng nhếch lên một ý cười lạnh lẽo. Văn Phong thấy mọi người có mặt ở đây đều không có động tĩnh gì, hắn ta không khỏi nhíu mày. Sao nào, mấy người câm hay điếc vậy? Lời của tôi nói không có trọng lượng phải không? Có phải các người muốn tôi gọi điện cho Long Tổng, nói các người không chịu hợp tác? Dám không để tôi vào mắt, các người biết sẽ có hậu quả gì không? Văn Phong thấy mọi người không hé nửa lời, hắn ta còn lên mặt kiêu ngạo, ra vẻ ta đây khinh người. Kiều Quốc Đào tức giận nói, các người đừng có khinh người quá đáng, Long Tông toàn đánh con gái của ta thành như vậy mà còn bắt nó làm cái việc táng tận lương tâm này, các người không sợ bị trừng phạt sao? Văn Phong cười lớn nói, trừng phạt, ai trừng phạt Long Tổng, ai dám trừng phạt Long Tổng, mấy người chỉ là một cái tập đoàn Kiều thị bé còn con thì đừng có gào lên nữa, bằng không công ty của các người sẽ phá sản chỉ trong một giây thôi. Đúng lúc này, Kiều Thu Mộng tỉnh lại. Cô ta tỉnh rồi, các người lập tức đưa người đi theo ta, nếu như không muốn cả nhà Kiều gia từ trên xuống dưới đều chết sạch hết. Văn Phong hung tợn nói. Kiều Thu Mộng bị dọa đến run cả người, hoảng sợ nói, chồng ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao hắn ta lại muốn đưa em đi theo? Tề Đảng Nhàn quay đầu nhìn Kiều Thu Mộng cười nói, không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy em. Văn Phong nói, không có chuyện gì ư. Anh cảm thấy không có chuyện gì à. Liệu thứ phế vật như mấy người có thể chịu nổi lửa giận của Long Tổng không? Anh là chồng của Kiều Thu Mộng hả? Chỉ là, Long Tổng đã yêu thích vợ của anh thì anh nên thành thật chắp tay mà nhường người đi. Được Long Tổng đội nón xanh chính là vinh hạnh của anh. Tề Đảng Nhàn cười nói, nào, đến đây đi thư ký Văn. Chúng ta ra ngoài rồi từ từ nói chuyện. Nếu không phải Kiều Thu Mộng tỉnh lại vào lúc này thì Tề Đảng Nhàn đã trực tiếp ra tay, bây giờ cô ta đang nhìn theo hắn nên đương nhiên hắn không thể tự động thủ được. Chồng ơi anh đừng đi, đừng rời khỏi em. Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đảng Nhàn muốn dẫn Văn Phong đi ra ngoài thì quay qua nói với hắn với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Không đâu, anh đi một lát rồi quay về ngay thôi. Tề Đảng Nhàn quay đầu cười trả lời cô. Văn Phong lạnh nhạt nói, sao nào, anh muốn hẹn tôi ra ngoài để bàn điều kiện ư? Muốn hối lộ tôi sao? Được thôi, để tôi xem anh có thể mang vốn liếng gì ra để bàn điều kiện với tôi. Nếu như anh làm tôi không hài lòng thì tôi sẽ đổi ý. Tề Đảng Nhàn nói, được, lát nữa ngài cứ nhìn xem món quà hối lộ này của tôi có làm cho ngài hài lòng hay không rồi hãy nói. Văn Phong đi theo Tề Đảng Nhàn ra khỏi phòng bệnh. Sau đó Tề Đảng Nhàn đóng luôn cánh cửa phòng lại. Lấy ra đi, Văn Phong thản nhiên nói, nếu Tề Đảng Nhàn lấy ra được cái gì đó thuận mắt hắn ta cũng có thể châm trước buông tha cho Kiều Thu Mộng. Tề Đảng Nhàn quay đầu nhìn, cười cười rồi bỗng nhiên hắn giơ tay lên tát cho Văn Phong một cái. Văn Phong chưa kịp phản ứng gì đã bị đối phương bóp lấy yết hầu. Mày dám cả gan động đến tao à? Mày không biết tao là thư ký của Long Tổng sao? Văn Phong gào to lên. Mặt Tề Đảng Nhàn không có biểu cảm, nắm cổ hắn ta nâng lên rồi ra tay tát cho hắn ta một cái. Thư ký của Long Tông Toàn rất lợi hại phải không? Chát! Long Tông Toàn đội nón xanh cho tao hẳn là vinh hạnh của tao phải không? Chát! Mày muốn cho trên dưới Kiều gia tuyệt tử tuyệt tôn đúng không? Chát! Tao thực sự không dám động đến mày phải không? Mỗi câu hỏi Tề Đảng Nhàn phát ra là đi kèm theo một cái tát. Hắn động thủ không một chút lưu tình, mặc kệ người ở trong phòng bệnh nghe được tiếng tát giòn vang từ bên ngoài vào. Văn Phong bị tát liên tiếp cho đến khi trên mặt đã chảy đầy máu, cả khuôn mặt giống như bị phủ kín toàn máu là máu, Tề Đảng Nhàn vẫn bóp cổ hắn ta như trước, mất kiên nhẫn mà chà lau vết máu tươi trên tay mình vào áo sơ mi trắng của đối phương. Mày, Long Tổng sẽ không bỏ qua cho mày đâu, ngài ấy nhất định sẽ bắt cả nhà mày phải chết hết. Văn Phong hét lên rồi giãy giụa liên tục nhưng căn bản vẫn chẳng ăn thua gì. Mày lợi hại lắm cơ mà, tao còn chưa gặp qua người nào lợi hại như thế đâu. Tề Đảng Nhàn buông tay ra, nhấc chân đá một cái vào bụng Văn Phong. Văn Phong không kịp phản ứng gì thì trên bụng đã nhận lấy một cú đá thật mạnh khiến cho cả người bị hất văng ra xa 3 mét rồi ngã quỵ xuống sàn, phía sau lưng đập thật mạnh vào vách tường nghe phịch một tiếng mới dừng lại. Văn Phong uệ một tiếng hộc máu tươi ra ngoài. Đồng thời cả khuôn mặt hắn ta cũng vặn vẹo đau đớn không chịu nổi. Mau đi gọi điện thoại kêu Long Tổng của các người tới đây.
nếu không tao đánh chết mày. Tề Đẳng Nhàn nghiêng người nhặt điện thoại của Văn Phong ở dưới đất lên tiện tay ném tới trước mặt hắn ta. Gương mặt Văn Phong thống khổ mà cầm lấy di động, cắn răng nói, mày chết chắc rồi. Tao nhất định sẽ giết chết mày. Tao sẽ đánh gãy tứ chi của mày, sau đó. Mày làm nhảm cái gì vậy, còn không mau gọi điện thoại đi. Một chân Tề Đẳng Nhàn trực tiếp giẫm thẳng lên vai Văn Phong để hắn ta ngậm miệng lại. Văn Phong lại đau đớn kêu rên lên một tiếng, tay bấm số điện thoại gọi thẳng cho Long Tông Toàn. Văn Phong, việc tôi giao cho cậu đã xử lý ổn thỏa chưa? Đã đưa người qua đây chưa? Long Tông Toàn thản nhiên nói. Long Tổng, bên này xảy ra chút chuyện, việc chưa xử lý xong, hơn nữa, tôi còn bị đánh, người này hình như là chồng của Kiều Thu Mộng. Văn Phong mở miệng nói một cách gian nan. Long Tông Toàn không khỏi giận dữ, nói cái gì? Hắn dám đánh cậu à? Kiều gia không muốn sống nữa phải không? Văn Phong nói, tôi đã nói với bọn họ tôi là thư ký của ngài rồi nhưng hắn vẫn động thủ, tôi thấy hắn không để ngài vào mắt. Cùng lúc này Tề Đằng Nhàn khom lưng xuống đoạt lấy di động của Văn Phong, hắn lạnh lùng nói, Long Tông Toàn đúng không? Cho ông 10 phút lập tức lăn tới đây cho tôi. Nếu không ông chờ mà nhặt xác thư ký của ông đi. Long Tông Toàn không khỏi giận dữ nói, được thôi, nếu như cậu đã muốn chết như vậy, hôm nay lão tử sẽ đáp ứng cậu. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, tôi đợi. Sau khi nói xong lời này, hắn nắm chặt lấy cái điện thoại di động trong tay, cũng không biết là hắn đã dồn bao nhiêu sức lực mà khiến cho cái điện thoại di động đang nằm trong tay hắn bị bóp nát vỡ tan tành. Hành động này làm cho Văn Phong sởn hết cả da gà. Cái di động này cũng không phải làm bằng nhựa plastic mà nó được làm bằng thép đó trời. Tề Đẳng Nhàn chỉ tiện tay cầm một thôi có thể bóp nát, hắn thật là đáng sợ. Mới vừa nãy hắn còn bóp cổ mình, nếu hắn cũng dùng sức y như vậy với mình thì có phải hiện tại bản thân đã tắt thở hay không? Kiều Quốc Đào ra ngoài nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đánh Văn Phong biến thành cái bộ dạng mặt mũi bê bết máu thì sợ run người, thấp giọng nói, Đẳng Nhàn, hắn ta chính là thư ký của Long Tông Toàn. Sao cháu lại đánh hắn ra nông nỗi này? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nói chú Kiều, chẳng lẽ chú thấy Long Tông Toàn đánh Thu Mộng Thành ra như vậy mà không nên khiến cho hắn ta nhận lấy cái giá phải trả sao? Còn sai một tên thư ký quèn chạy đến phòng bệnh để diễu võ dương oai. Kiều Quốc Đào trong lúc nhất thời nói không nên lời. Phiền chú để ý bên ngoài một chút, khi nào Long Tông Toàn đến thì nói cho cháu biết, cháu vào trong xem Thu Mộng như nào rồi giúp cô ấy ổn định lại cảm xúc. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói. Ôi, được thôi, Kiều Quốc Đào cuống quýt đáp lại. Giờ phút này trong thâm tâm ông cũng có chút hối hận, nếu như lúc trước mình kiên trì không đồng ý Kiều Thu Mộng với Tề Đẳng Nhàn ly hôn thì thật tốt biết mấy. Hối hận nhất thì không ai qua được Bàng Tú Vân, nếu sớm biết trước Tề Đẳng Nhàn là một người con rể có năng lực như vậy thì mình cần gì phải xui khiến con gái ly hôn với hắn chứ. Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn quay lại thì trên mặt cô ta hiện lên dáng vẻ tươi cười ngọt ngào nói, chồng ơi, anh quay lại rồi, em muốn ôm anh. Nói xong cô dang rộng cánh hai tay đợi hắn bước tới đây. Dáng vẻ này của Kiều Thu Mộng thật đúng là làm cho Tề Đẳng Nhàn có chút dở khóc dở cười, nếu trước kia chỉ cần cô ấy biểu hiện nửa phần tình cảm ra như bây giờ thì mối quan hệ của hai người cũng không căng thẳng đến mức phải ly hôn. Nhìn tình trạng hiện tại của Kiều Thu Mộng đoán chừng là cô ấy đã hoàn toàn quên sạch chuyện hai người ly hôn, ngay cả những chuyện không vui trong khoảng thời gian này cô ấy cũng quên hết. Lúc này trong ý thức của cô thì Tề Đẳng Nhàn chính là chồng của mình và quan hệ tình cảm của hai vợ chồng bọn họ cực kỳ tốt. Cũng không biết đến khi cô ấy khỏe lại, khôi phục ký ức rồi nhớ lại chuyện này thì có tức chết hay không. Tề Đẳng Nhàn trong lòng có chút buồn cười lại cũng có chút bất đắc dĩ. Bàng Tú Vân chờ Kiều Thu Mộng ngủ rồi lúc này mới quay qua cười với Tề Đẳng Nhàn, nói, Đẳng Nhàn, cháu nhìn Thu Mộng bây giờ nó thật sự nhớ mong cháu, nếu không thì hai người tái hôn đi. Tề Đẳng Nhàn nghe bà nói vậy không khỏi sửng sốt, lắc đầu nói, bây giờ cô ấy là người bệnh bị ảnh hưởng đến trí nhớ. Nếu bây giờ cháu tái hôn với cô ấy thì chờ đến khi khôi phục lại trí nhớ sợ rằng cô ấy không có cách nào tiếp nhận được sự việc này. Chờ cô ấy khỏe lại rồi hãy bàn chuyện này sau đi. Bàng Tú Vân sao có thể không nghe ra là Tề Đẳng Nhàn đang từ chối bà chứ, nhưng cũng không thể nói thẳng ra mặt được nên chỉ có thể cười rồi gật đầu nói, được được, cháu nói cũng có lý. Hiện tại bà hận không thể quay ngược trở lại quá khứ tự vả cho mình hai cái tát, lúc đó bà dồn ép con rể như vậy, sao chính mình lại không phát hiện ra sớm hơn.
bà còn ở một bên châm chọc khiêu khích một hai bắt Kiều Thu Mộng phải ly hôn với hắn càng nhanh càng tốt. Chờ đến lúc hai người ly hôn rồi Bàng Tú Vân mới ý thức được bản thân mình đã sai lầm và vô lý như thế nào. Không lâu sau thì Kiều Quốc Đào mở cửa phòng ra, hoảng hốt nói, Đảng Nhàn, cái người kia. Long Tông Toàn tới rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tề Đảng Nhàn nói, cháu đang chờ ông ta. Nói xong, Tề Đảng Nhàn đi thẳng ra khỏi phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó hắn nhìn sang phía hành lang bên kia có một người đàn ông trung niên đang hùng hổ đi tới, người này đúng là Long Tông Toàn. Văn phòng vẫn đang ngồi co quắp dựa vào vách tường hành lang bên cạnh, nhìn thấy Long Tông Toàn đến thì vẻ mặt vô cùng kích động nói, Long Tổng, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Long Tổng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, bọn họ đánh tôi thành ra như vậy, không chừa một chút thể diện nào cho ngài. Ngài xem mặt của tôi này, đây đều chứng cứ phạm tội hành hung của bọn họ. Long Tông Toàn nhìn Văn Phong bị đánh thành dáng vẻ này cũng không khỏi sửng sốt. Ông ta cho rằng Văn Phong cùng lắm thì cũng chỉ bị đá hai chân dạy dỗ một chút mà thôi, ai có thể nghĩ đến hắn ta sẽ bị đánh cho thành cái bộ dạng như quỷ, máu me đầy mặt vậy chứ. Thế là ngọn lửa giận dữ của Long Tông Toàn bắt đầu xông thẳng lên não, thân thể tức giận mức đến phát run. Xem ra lời nói trước kia của Long Tông Toàn tôi, các người vẫn cố ý không hiểu có đúng hay không. Ngang nhiên dám coi thường không ghi nhớ lời tôi nói sao? Tại sao Kiều Thu Mộng tỉnh lại không đưa người qua cho tôi? Ta phái thư ký đến mà các người còn dám đánh hắn. Kiều ra đây là muốn cả nhà phải chết sạch có phải không? Sắc mặt Long Tông Toàn dữ tợn nhìn về phía Kiều Quốc Đào mà lớn tiếng chất vấn. Kiều Quốc Đào bị giọng điệu này của Long Tông Toàn làm cho sợ tới tái nhợt cả mặt, nhưng vẫn kiên quyết cắn răng nói, Long Tông Toàn. Ông đánh con gái của tôi thành bộ dạng gì mà ông còn có mặt mũi ở đây nói những lời này với tôi. Tề Đảng Nhàn bước đến trước mặt Long Tông Toàn. Long Tông Toàn nhìn hắn rồi lạnh lùng nói, cậu là ai, khóa quần còn chưa kéo ở đây diễn cái trò xiếc gì vậy? Văn Phong run rẩy mà nói, Long Tổng, chính hắn ta đánh tôi, hắn cũng không coi ngài ra gì. Chúng ta nhất định phải trừng phạt hắn. Long Tông Toàn nghe được lời Văn Phong nói thì không khỏi kinh ngạc mà a lên một tiếng. Sau đó đánh giá Tề Đảng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau lại nhíu mày. Người mới vừa rồi đe dọa ta trong điện thoại chính là cậu đúng không? Hiện tại ngay cả một câu cũng không dám nói. Sợ rồi à, Long Tông Toàn nói xong nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không nhìn ra được Tề Đảng Nhàn có chỗ nào đặc biệt. Ăn mặc cũng bình thường, khí chất cũng bình thường, căn bản là nhìn không giống những ông lớn có địa vị cao trong giới lâu năm. Ông ta nhìn mãi cũng không ra người này có cái gì mà dám dở giọng nói chuyện với ông ta như thế. Tề Đảng Nhàn một tay đút túi quần, một tay khác nhẹ nhàng búng ngón tay nói, Long Tông Toàn đúng không? Bây giờ tôi cho ông hai con đường. Con đường thứ nhất chính là ông tự phế đi hai chân của mình sau đó bồi thường phí tổn thất 100 triệu cho Thu Mộng. Con đường thứ hai, tốt nhất là ôn nên gọi điện thoại kêu hết tất cả cứu viện có thể đến tới đây đi. Đương nhiên nếu bọn họ không đạp chết được tôi thì hôm nay tôi sẽ tăng thêm một cái xác cho nhà xác bệnh viện, cái xác đó chính là ông. Thời điểm Tề Đảng Nhàn nói lời này giọng điệu bình tĩnh không hề dao động, dường như là hắn đang nhắc đến một sự việc hết sức bình thường. Sự bình tĩnh này của hắn ngược lại càng làm Long Tông Toàn càng thêm bốc lửa, cả khuôn mặt lấp đầy vẻ u ám. Long Tông Toàn không nghĩ tới Tề Đảng Nhàn lại có thể dám đứng ở trước mặt ông ta mà nói ra những lời lẽ ngạo mạn sắc sược như vậy. 100 triệu, ha ha ha, cái đồ sắt phụn bỏ đi như Kiều Thu Mộng cũng xứng để tôi phải bồi thường 100 triệu. Đừng nói là tôi đánh cô ta một trận, cho dù tôi có giết cô ta thì các người cũng đừng nghĩ sẽ lấy được một khắc tiền phí tổn thất của tôi. Dám tìm Long Tông Toàn tôi đòi bồi thường, thật đúng là chán sống mà. Lần trước người như cậu nói chuyện kiểu đó với tôi giờ cỏ trên mộ đã cao 3 thước rồi. Long Tông Toàn cười lớn, ông ta không hề để Tề Đảng Nhàn vào mắt. Còn muốn tôi điện thoại gọi người đến trợ giúp, sợ rằng tôi đi ra ngoài điện một cuộc điện thoại thì có thể chà đạp cậu thành một đống bùn nhão. Còn muốn đẩy tôi vào nhà xác bệnh viện ư, vậy cậu làm thử đi, để tôi xem cậu có cái lá gan này không, có cái bản lĩnh này hay không. Long Tông Toàn lạnh lùng nhìn Tề Đảng Nhàn nói, hôm nay chỉ cần cậu thử đụng đến một đầu ngón tay của tôi cũng xem cậu lấy dũng khí ở đâu mà dám nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Sau khi nói xong thì phía sau Long Tông Toàn xuất hiện một vệ sĩ đang đứng ở đó. Người này thoạt nhìn cao hơn 1m8,
có thể lực cường tráng và cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có một vết sẹo do bị dao rạch. Nhìn thoáng qua, người này mang lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng hung hãn, tuyệt nhiên không dễ chọc. Hơn nữa trên người hắn ta còn có một loại sát khí đáng sợ, có thể dễ dàng nhận thấy đó là một con quái vật hung ác đã lăn lộn bò ra từ trong núi xác và biển máu chứ không phải là gối thêu hoa. Được, Tề Đẳng nhàn nhe răng trợn mắt cười. Hắn đối diện với Long Tông Toàn rồi bỗng nhiên kéo ông ta qua đây, vệ sĩ ở phía sau đã có sự chuẩn bị từ sớm, thấy vậy hắn ta bước nhanh một bước tiến lên chắn trước mặt của Long Tông Toàn. Long Tông Toàn hoàn toàn bất động, ông ta rất tín nhiệm vệ sĩ của mình bởi vì vô số những lần ông ta gặp nguy hiểm, Toàn là người vệ sĩ này cứu. Tên vệ sĩ này xuất thân từ một lực lượng bộ đội đặc chủng hung ác vô cùng có tiếng đã từng chém giết và tắm mình trong máu với quân đội biên giới của Ấn Độ. Thân kinh bách chiến chính là dùng để miêu tả tên vệ sĩ này. Người trải qua trăm trận chiến. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp động thủ thì tên vệ sĩ kia đã rút ra trong tay áo một thanh dao găm Mitsubishi nhắm thẳng tim hắn mà đâm tới. Một lần ra tay chính là một nhát chí mạng căn bản không tồn tại suy nghĩ sẽ hạ thủ lưu tình. Hừ, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng khịt mũi một tiếng rồi nhẹ nhàng di chuyển bước chân, tránh được ba nhát dao có ý định đâm thẳng lồng ngực hắn. Hắn lùi lại ra đằng sau để né nhát dao đâm tới cùng lúc, đồng thời nhấc gót chân sau lên để đầu mũi chân chạm đất. Đột nhiên trong nháy mắt hắn bày ra tư thế uốn cong gối về trước như trong môn võ taekwondo, cơ thể cũng phi cực nhanh hướng thẳng về phía trước. Tên vệ sĩ tay cầm dao đối diện với hắn chỉ cảm thấy giống như có một đoàn tàu cao tốc vừa chạy qua với một tốc độ nhanh kinh khủng, nhắm ngay thẳng về phía mình mà đâm sầm vào, một cảm giác áp lực khủng khiếp. Vào khoảnh khắc này hắn ta cảm nhận được chuyển động của cơ thể trở nên chậm chạp một cách bất bình thường, không tài nào cử động nổi bàn tay cầm dao lên để đâm hắn phát nữa, ngăn chặn đòn tấn công của Tề Đẳng Nhàn. Hắn ta nhận ra rằng không phải tay chân mình chậm chạp mà là tốc độ phản ứng của cơ xương khớp trong cơ thể này của hắn ta đã không còn theo kịp tốc độ phản xạ của thần kinh. Tốc độ của Tề Đẳng Nhàn quá nhanh, thần kinh hắn ta có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể không thể đáp lại ngay tức khắc, nó là một khoảng cách khá xa không thể đuổi theo kịp. Phịch! Khuỷu tay Tề Đẳng Nhàn huých mạnh một cú trúng giữa ngực tên vệ sĩ tựa như một viên đạn pháo đâm thẳng vào ngực hắn ta vậy. Hắn ta có mặc áo chống đạn, bên trong áo đều được trang bị chất liệu gốm sứ cao cấp, cho dù có là đạn súng trường đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không thể nào đâm xuyên thủng áo được. Nhưng lúc này đây hắn ta lại cảm giác được phía trước ngực giống như bị một ngọn núi đâm vào, áo chống đạn làm từ gốm vậy mà bây giờ lại phát ra âm thanh vỡ vụn. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn xuyên qua lớp áo chống đạn ban đầu từ một điểm tác động nhỏ dần lan ra diện rộng bao phủ dày đặc toàn bộ lồng ngực. Hắn ta cảm thấy bản thân mình chính giống như là một cái đồ vật được làm bằng sứ nhưng bị một vật thể bén nhọn đánh trúng, lực đạo tản ra tứ phía, sau đó trên bề mặt sứ đã bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt nhìn như mạng nhện. Hai chân hắn ta không tự chủ được rời khỏi mặt đất, cả người như con diều đứt dây bị gió thổi bay về phương hướng vô định, máu từ trong miệng phun ra ngoài, chỗ lồng ngực của áo chống đạn thì bị lõm xuống một vết to. Phịch! Thân thể hắn ta va chạm với vách tường. Sau đó cả người bị kẹt dính lại đó như một bức tranh trang trí treo tường. Dùng lực đánh người như treo tranh, nghĩa là chỉ cần xuất ra một cú đấm đã có thể đánh bay người dính luôn trên tường mà không cần làm gì quá nhiều, cũng có thể biến cảnh người bị đánh thành tranh treo trên tường. Nếu không phải mặc áo chống đạn rồi mới chịu một cú đấm kia thì có khi tim của ta đã nát tan rồi. Tên vệ sĩ kia lại phun ra một ngụm máu đen nữa, hai mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh nhân sự. Long Tông Toàn nhìn thấy vệ sĩ nổi tiếng bách chiến bách thắng mà mình đã phải tiêu tốn một số tiền lớn để mời về vậy mà lại để thua trong tay Tề Đẳng Nhàn, điều này khiến cho hắn kinh hãi. Thật ra thực lực của vệ sĩ mà Long Tông Toàn phái đến cũng không phải là vô dụng, chẳng qua Tề Đẳng Nhàn ra tay như xả cơn tức giận, lần ra tay này như muốn long trời lở đất. Một cái cùi trỏ của Tề Đẳng Nhàn đánh ra ngoài cho dù phía trước có là một chiếc xe hơi thì chỉ sợ kết cục cũng sẽ bị hắn làm cho lật nhào xe. Nếu là lúc bình thường thì có lẽ hắn ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp được 7-8 chiêu của Tề Đẳng Nhàn nhưng với tình hình bây giờ thì có hơi miễn cưỡng. Kiều Quốc Đào ở bên này nhìn Tề Đẳng Nhàn mới dùng một chiêu đã giải quyết được tên vệ sĩ thoạt nhìn rất khó đối phó này, ông ngẩn người ra, không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, sau đó thấp giọng nói thằng nhóc này so ra kém, không bằng cha Tề lúc còn thời trai tráng.
Cha của Tề Đẳng Nhàn cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, đôi quả đấm thép vang danh đến mức vô số anh hùng đã phải cúi đầu xin hàng, Kiều Quốc Đào cũng là một trong số những người đã được tận mắt chứng kiến. Long Tông Toàn sau khi hồi phục lại tinh thần không còn chút kinh hoàng nào mà hung dữ nói, thật không nghĩ đến cậu còn có chút bản lĩnh, ta mất một số tiền lớn mời một vệ sĩ đến tiếp chiêu của cậu nhưng lại bị cậu dễ dàng đánh bay trong một nốt nhạc. Tề Đẳng Nhàn thu lại khuỷu tay, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Long Tông Toàn, hắn bẻ cổ, lắc cổ xương kêu răng rắc một tiếng giòn tan. Ban nãy tôi đã cho ông hai sự lựa chọn, bây giờ ông hãy quyết định xem chọn cái nào đi. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Ha ha ha, đương nhiên tôi sẽ chọn cái thứ hai. Long Tông Toàn cười phá lên. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ mong cậu sẽ không hối hận, chờ đến lúc tôi dẫm chết cậu thì toàn bộ Kiều gia đều đi đời nhà ma. Còn về phần Kiều Thu Mộng, chờ tôi chơi cô ta chán rồi sẽ tính xử lý cô ta sau. Kiều Quốc Đào nghe được câu nói hết sức kiêu ngạo này của hắn thì vô cùng tức giận, mặt đỏ tía tai. Chỉ có điều Kiều gia không cùng đẳng cấp với Long Tông Toàn, ông không thể làm gì khác, cho dù là muốn cả hai cùng cá chết lưới rách ông cũng làm không được. Cho nên tất cả hy vọng bây giờ đều gửi gắm lên người Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, được thôi, tôi hy vọng ông có thể tìm được người nào đó tới dẫm chết tôi. Người đầu tiên ông gọi tới đã không được rồi vậy tôi sẽ tát ông một cái, người thứ hai không được vậy sẽ là hai cái tát. Cứ đánh như thế liên tục cho đến khi ông chết thì thôi. Lúc Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời này, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng sắc bén. Long Tông Toàn lạnh nhạt nói, chỉ là con rể của Kiều gia thôi, cậu có tư cách gì mà đe dọa tôi. Được thôi, tôi sẽ nhìn xem rốt cuộc là cậu lợi hại đến đâu, có xứng động đến tôi hay không. Nói xong lời này, Long Tông Toàn rút di động ra gọi cuộc điện thoại đầu tiên. Cuộc gọi đầu tiên này hắn trực tiếp gọi cho Tô Chính Dương, thanh tra sở cảnh sát thành phố Trung Hải. Tô Chính Dương là ngôi sao mới của sở cảnh sát thành phố Trung Hải, năm nay mới hơn 30 tuổi, có năng lực vượt trội xuất chúng, hơn nữa còn rất biết khai thác. Anh ta cũng được xem là người kế nghiệp tiếp theo của cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố Trung Hải. Chờ đi, người sắp tới rồi, hy vọng cậu vẫn có thể mạnh mồm như thế. Long Tông Toàn nói. Một lát sau, Tô Chính Dương xuất hiện, dẫn hai thuộc hạ dưới trướng qua đây, sau khi nhìn thấy Long Tông Toàn thì làm vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Long Tổng, ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tô Chính Dương rất khách sáo. Nói cho cùng thì người có bối cảnh thân phận như Long Tông Toàn nếu có thể trợ giúp cho ông ta thì trong tương lai anh ta cũng sẽ tránh đi đường vòng nhiều. Long Tông Toàn gật đầu nói, thanh tra Tô, chỗ này có một tên côn đồ đã đánh trọng thương thư ký của ta. Sở Băng là con gái nuôi của tôi, trong lúc tham gia yến hội bị người phụ nữ tên Kiều Thu Mộng ghen ghét đố kỵ nên đã hãm hại nó khiến nó bị thương nặng. Vì vậy ta đã phái thư ký Văn Phong tới đây để tìm người Kiều ra đòi công bằng lý lẽ. Nào ngờ Văn Phong đến đây lại bị đánh cho một trận tàn nhẫn như vậy, cậu nhìn xem người đang ngồi ở đằng kia kìa, mặt đầy máu. Văn Phong nhìn Tô Chính Dương cười gượng, bộ dạng vô cùng chật vật thảm hại khiến cho ai nhìn cũng chút sởn tóc gáy. Long Tông Toàn tiếp tục nói, hơn nữa thằng nhãi danh này còn dám uy hiếp tôi, nói nếu tôi không lấy 100 triệu cho hắn thì sẽ đắp mồ chôn thây tôi ở đây. Tôi không có biện pháp nào khác nên lúc này đành gọi thanh tra Tô qua đây phân xử giúp tôi. Kiều Quốc Đào nghe thấy vậy không kìm được cơn giận nói, thanh tra Tô, sự tình không phải như hắn nói. Đủ rồi, ông không cần phải giải thích. Long Tổng nói cái gì thì chính là cái đó, người có thân phận như Long Tổng đây cần gì phải hạ thấp thân phận bôi nhọ mấy người Kiều gia thấp hèn các người. Các người thật là to gan dám đắc tội với cả Long Tổng, đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt Tô Chính Dương tối sầm lớn tiếng răn đe, đánh gãy lời giải thích của Kiều Quốc Đào. Long Tông Toàn cười ha hả nói, tôi muốn đổi trắng thay đen thì nó nhất định phải là đen. Ngược lại tôi muốn đổi đen thành trắng thì nó cũng nhất định phải là trắng. Lũ phế vật các người lấy cái gì để đấu với tôi chứ? Ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn mà nói với vẻ mặt đắc ý. Là anh ra tay đánh người đúng không? Còn tống tiền Long Tổng 100 triệu. Anh bị tình nghi về việc thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đồng thời tống tiền và đe dọa, tôi phải tiến hành bắt giữ anh. Tề Chính Dương quay đầu đối diện với Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Gương mặt Tô Chính Dương nghiêm nghị chính trực càng làm cho Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt anh ta giống như là một tên tội phạm đã phạm phải tội ác tày trời.
Tề Đẳng Nhàn nghe Tô Chính Dương nói xong thì sững người, sau đó hỏi ngược lại anh ta, ngoài cười nhưng trong thì không, thanh tra Tô lợi hại như vậy khi xử án chắc không cần suy xét đến chứng cứ mà chỉ nghe lời nói của một bên là đủ rồi. Tô Chính Dương cười khẩy, bàn tay to lớn vung lên lạnh lùng phán xét đối phương, anh là cái thá gì mà ở đây dạy tôi phải kết án như nào? Tôi nói anh có tội, vậy thì anh nhất định có tội. Cho dù anh có thực sự vô tội nhưng đứng trước mặt tôi thì anh vẫn là người có tội. Nếu như anh có gan dám phản kháng chất vấn quyết định của tôi thì điều đó càng khiến cho tội của anh nặng hơn mà thôi. Kiều Quốc Đào nghe Tô Chính Dương nói mà tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sao lại có thể ức hiếp người quá đáng như vậy chứ? Mới bắt đầu thôi mà đã không phân rõ phải trái đúng sai, cũng nhất quyết không chịu nghe người khác giải thích, anh ta chỉ dựa vào lời nói bịa đặt của Long Tông Toàn đã ngay lập tức định tội Tề Đằng Nhàn. Có người lần trước cũng nói những lời y hệt anh, hình như là cục trưởng Triệu Thiên Lộc chỗ anh. Tề Đằng Nhàn giọng lãnh đạm thản nhiên mà nói. Ồ, phải không, Tô Chính Dương không khỏi tức cười, sau đó thì sao? Sau đó thì dĩ nhiên là ngài ấy đã cải tà quy chính, quyết định làm một cục trưởng chính trực công bằng. Tề Đằng Nhàn nói. Tô Chính Dương, Long Tông Toàn, Văn Phong và còn cả hai tên cấp dưới Tô Chính Dương dẫn theo lúc này đều nhịn không được mà cười phá lên, bọn họ đều thấy chuyện này thật đúng là trò cười lớn nhất thế gian. Cái thứ phế vật Tề Đẳng Nhàn này mà có năng lực khiến Triệu Thiên Lộc khuất phục. Có bị đánh chết bọn họ cũng không tin. Long Tông Toàn vẫy tay nói, thanh tra Tô, ngài không cần nói nhiều với thứ phế vật này, mau nhanh chóng bắt hắn ta lại và áp giải đối tượng tới sở cảnh sát để xử lý. Những việc còn lại ngài không cần phải quản nữa, tôi sẽ tự mình giải quyết công bằng với Kiều gia. Nếu công việc giải quyết ổn thỏa đến lúc đó tôi không thể không nói tốt cho ngài vài câu được. Tô Chính Dương nghe Long Tông Toàn nói xong cảm thấy vô cùng hài lòng và bật cười đắc ý nói, tốt thôi, Long Tổng cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ khiến tên này phải nhận tội. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm mà nhìn Tô Chính Dương nói, tôi đã cho anh một cơ hội để phá án công bằng, nếu như anh vẫn cứ khăng khăng muốn làm theo ý mình thì tôi cũng không ngại cho các người học hỏi xem cục trưởng Triệu đã bị giáo huấn như thế nào để trở nên công bằng và chính trực. Ha ha ha, đồ phế vật này giờ vẫn còn giả vờ giả vịt. Nếu như hắn ta quen biết với nhân vật tầm cỡ cục trưởng Triệu thì sao chúng ta có thể không biết? Đúng vậy, nếu hắn ta quen cục trưởng Triệu, chúng ta lại không biết được sao? Có nhiều loại người ở bên ngoài loan tin bản thân có quen biết với cục trưởng Triệu, chúng ta không cần để ý tới chúng. Nhóm tay sai của Tô Chính Dương đều cười ha ha lên, họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ là cáo mượn oai hùm, cho dù hắn có quen biết với cục trưởng Triệu nhưng cục trưởng Triệu có biết hắn hay không lại là một vấn đề khác. Trên mặt Tô Chính Dương lộ ra nụ cười trào phúng nói, nếu anh có thể gọi cục trưởng Triệu đến đây thì tôi sẽ trực tiếp gọi điện mời ngài chủ tịch tỉnh Dương Lệnh Quang tới đây. Anh muốn gặp Dương Lệnh Quang cũng không phải là không thể, tôi có thể thỏa mãn cái ý nghĩ nóng lòng muốn chết này của anh. Tề Đẳng Nhàn lãnh đạm nói. Long Tông Toàn cười phụt bắn cả nước bọt. Tô Chính Dương cũng ngây người, sau đó ôm bụng cười phá lên. Mới nãy còn làm như quen biết cục trưởng Triệu. Giờ lại như quen biết với chủ tịch tỉnh Dương Lệnh Quang, ha 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 ha. Thanh tra Tô, ngài mà tiếp tục nói chuyện với hắn không chừng hắn cũng có thể thổi phồng cả bầu trời. Tôi nhìn cái người này quả thực có triệu chứng bệnh não tàn, cho hắn một cái cột là hắn có thể lập tức bò lên trên ngay được. Hiển nhiên, lời Tề Đẳng Nhàn nói không có người nào nguyện ý tin tưởng, ai cũng cảm thấy hắn đang khoác lác. Tề Đẳng Nhàn lấy di động ra gọi đến số của Triệu Thiên Lộc thản nhiên nói, cục trưởng Triệu. Ngài có biết Tô Chính Dương không? Tô Chính Dương, đó là thanh tra dưới quyền của tôi, Tề Tổng hỏi chuyện này là để làm gì? Triệu Thiên Lộc khẩn trương hỏi. Ông ta nhận được điện thoại của Tề Đẳng Nhàn thì sợ chết khiếp, ông ta sợ Tề Đẳng Nhàn tìm ông ta tính sổ, suy cho cùng lần trước lúc niêm phong Tư Bản Thiên lại ông ta cũng nhảy ra ngoài. Triệu Thiên Lộc bây giờ đã ý thức được Tề Đẳng Nhàn là người mình tuyệt đối không thể trêu chọc. Vị này không chỉ đơn giản là có quan hệ tốt với thị trưởng Hoàng Văn Lãng mà ngay cả chủ tịch tỉnh Dương Lệnh Quang cũng nể mặt hắn. Bên này Tô Chính Dương cười lạnh nói, anh diễn trò cũng giống thật lắm. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nói, thanh ta Tô làm việc lại không nói đạo lý như thế, người khác tùy tiện vu khống tôi hai câu hắn ta đã trực tiếp cầm chậu phân đổ lên đầu tôi rồi. Tác phong làm việc này có thể so với cục trưởng Triệu trước đó, cũng đều rất liều mạng. Triệu Thiên Lộc bị lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho phát sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh.
Bối cảnh Tề Đảng Nhàn không thể đơn giản chỉ là có quan hệ tốt với thị trưởng, chủ tịch tỉnh, hắn còn biết rất rõ ràng sự kiện bắn pháo gần đây có phát sinh một vụ giết người ở khu vực thung lũng. Người có thể khiến sư đoàn 81 xuất binh điều động đại đội tăng thiết giáp san bằng hơn 200 chiếc xe tải hạng nặng, liệu có thể đơn giản như vậy? Khụ khụ, Tề Tổng, phiền ngài chuyển điện thoại cho anh ta, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ tên tiểu tử này. Triệu Thiên Lộc vội vàng nói. Tề Đảng Nhàn giơ đi rộng của mình lên đối mặt với Tô Chính Dương nói, cục trưởng Triệu chỗ các người muốn anh nghe điện thoại. Tô Chính Dương không nói hai lời mà cầm lấy di động. Anh ta không chờ Triệu Thiên Lộc mở miệng trước lập tức nói, tôi mặc kệ ông là ai nhưng ông lại dám giả mạo cục trưởng Triệu, ông đang tìm đường chết. Tôi cho ông một cơ hội, trong vòng 20 phút tự đến bệnh viện số 1 thành phố Trung Hải tìm tôi tự thú. Nếu không tôi sẽ bắt ông ngồi tù. Đồ ngu! Sau khi nói xong những lời này, Tô Chính Dương cũng không cho Triệu Thiên Lộc cơ hội đáp lời, bang một tiếng trực tiếp cụp điện thoại cái rụp. Đám thủ hạ của Tô Chính Dương không khỏi cười lớn lên. Thanh tra Tô làm rất đúng, đối phó với loại không biết xấu hổ này nên dùng phương thức xử lý quyết đoán như vậy. Đúng vậy, loại người này làm sao có thể quen cục trưởng Triệu Thiên Lộc được. Quả thực là một trò đùa đẳng cấp thế giới. Người ta lúc thì quen cục trưởng Triệu lúc thì chủ tịch Dương, có quan hệ với toàn ông lớn, ha ha ha. Lúc này những người có mặt ở đó chế nhạo Tề Đảng Nhàn một phen. Còn không quên nịnh nọt Tô Chính Dương, tán dương anh ta làm quá đúng. Long Tông Toàn cũng cười ha hả mà nói, xem ra thanh tra Tô đã gặp qua nhiều loại phế vật, thậm chí cũng không muốn cho hắn ta cơ hội để giả vờ dở trò. Tô Chính Dương thản nhiên nói, đối phó loại người này thì không cần rong dài với hắn ta. Nói xong lời này, Tô Chính Dương rút chiếc còng tay dắt ở sau hông ra quơ quơ về phía Tề Đảng Nhàn. Anh muốn tự xử hay để tôi làm cho anh? Anh chọn đi, Tô Chính Dương cười lạnh hỏi. Long Tông Toàn đắc ý nói, tên họ Tề kia, không phải cậu diễn trò rất tốt sao? Không phải ngươi thách tôi gọi điện cho tất cả quân đến cứu viện đến hay sao? Sao tôi mới chỉ kêu người đầu tiên tới mà cậu đã không chịu được rồi? Không chịu được nữa thì nhanh quỳ xuống, gọi tôi một tiếng ông nội sau đó thành thật mang Kiều Thu Mộng đưa đến phòng của tôi còn có thể cân nhắc buông tha cho cậu. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng chìa hai tay ra với Tô Chính Dương nói, anh tới đây kiểm tra thử xem. Tô Chính Dương cười khinh thường, hắn còn dám không cho khám người ư. Anh ta bước lên phía trước, cầm còng tay còng xuống cổ tay Tề Đảng Nhàn. Gương mặt của mọi người tràn đầy sự hài hước, họ cảm thấy một người như Tề Đảng Nhàn mà lại dám khiêu khích Tô Chính Dương, đơn thuần chính là muốn đốt lồng đèn vào nhà xí, tìm chết. Tô Chính Dương mang còng tay. Thẳng lưng đối mặt với Tề Đảng Nhàn, anh ta đi tới còng tay Tô Đảng Nhàn lại, chiếc còng tay được nới lỏng ra và chuẩn bị đóng chặt lại. Bỗng nhiên tay Tề Đảng Nhàn run lên, hắn chủ động nghênh đón, dây tiếp theo còng tay bang một tiếng lập tức siết chặt tay phải của hắn, rồi sau đó hắn nhấc tay trái bắt lấy còng tay bên kia, một tiếng răng rắc vang lên, còng tay đã siết chặt tay trái của Tô Chính Dương. Hai người cứ như vậy mà đứng tại chỗ đánh tới đánh lui. Nhìn thấy một màn như vậy khiến cho Long Tông Toàn không khỏi sửng sốt, ông ta chỉ cảm thấy tên Tề Đảng Nhàn này quả thực là gan to bằng trời, hắn cư nhiên lại dám làm ra loại chuyện phá hoại này. Nhóm thuộc hạ của Tô Chính Dương cũng trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một phạm nhân dám làm ra hành động như vậy. Tô Chính Dương càng kinh sợ hơn, anh ta không nghĩ rằng thân thủ của Tề Đảng Nhàn lại nhanh nhẹn như vậy, thậm chí còn còng tay anh ta lại. Nhưng mà hành động như vậy khiến cho anh ta cảm thấy rất ngu xuẩn, đây chẳng phải là đang khiêu khích quyền uy của anh ta sao? Mày muốn tìm chết sao? Tô Chính Dương híp hai mắt mình lại, trong mắt anh ta hiện lên sát khí. Anh ta là thanh tra nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, đã có không biết bao nhiêu người ngầm bị anh ta chỉnh chết. Tề Đảng Nhàn làm như vậy đã khiến cho anh ta cảm thấy phẫn nộ cực kỳ, thậm chí anh ta còn có ý nghĩ diệt trừ Tề Đảng Nhàn. Không. Tôi là đang chuẩn bị dạy dỗ anh, để cho anh biết không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt. Tề Đảng Nhàn cũng híp mắt lại, chẳng qua hắn chỉ híp mắt trái mà thôi. Nếu để các phạm nhân trong ngục giam U Đô nhìn thấy biểu cảm này của Tề Đảng Nhàn, chỉ sợ là hắn không cần phải nói gì cũng đã dọa bọn họ đến tè ra quần, chạy trốn bán sống bán chết. Tô Chính Dương nghe xong sửng sốt, sau đó cười phá lên, anh ta hỏi, phải không? Thuộc hạ của anh ta đi lên ngay lập tức. Lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở khóa cởi bỏ còng tay. Tô Chính Dương lại vẫy vẫy tay, nói không cần,
để tao đến dạy dỗ cái tên phế vật không biết sống chết là gì này. Sau khi nói xong lời này, bỗng nhiên Tô Chính Dương nhấc chân, đá chân lên hạ bộ của Tề Đẳng Nhàn, đây rõ ràng là một đòn chí mạng. Tiêu Quốc Đào chỉ đứng ở một bên xem thôi mà sắc mặt ông cũng trắng bệch, ông cảm thấy Tề Đẳng Nhàn hơi lỗ mãng, đàn ông phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nếu cứ cứng rắn như vậy trước một nhân vật cường quyền thì quả thật là không lý trí. Tô Chính Dương vừa mới nâng chân lên thì Tề Đẳng Nhàn cũng đã đưa chân về phía trước chặn chân Tô Chính Dương ở giữa không trung, dẫm mạnh xuống, hắn dùng một chiêu duy nhất là cản môn chém để dẫm chân Tô Chính Dương xuống dưới. Hừ, có bản lĩnh, Tô Chính Dương hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải của mình lên hung hăng đánh tới, ý đồ của anh ta là thông qua việc lôi kéo phá hư Tề Đẳng Nhàn để cân bằng lại cơ thể. Tô Chính Dương ở trong sở cảnh sát thành phố Trung Hải cũng coi như là có chút tài năng. Nếu không anh ta cũng không thể thăng chức nhanh như vậy, càng không thể được xem là người nối nghiệp tiếp theo của cảnh tổng. Tô Chính Dương là quán quân liên tiếp mấy lần trong giới đấu võ ở thành phố Trung Hải, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Tuy Tề Đẳng Nhàn vừa mới làm anh ta kinh ngạc một chút nhưng anh ta cho rằng cái này chẳng qua là do anh ta sơ ý không kịp tránh đi mà thôi, hơn nữa đối phương lại là người không có võ đức nên anh ta mới bị đánh lén. Nhưng mà được một lúc sau thì Tô Chính Dương đã ý thức được mình sai rồi. Hơn nữa còn sai quá nhiều. Anh ta kéo cái còng tay ra, kéo đến mức hai cổ tay phát đau nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không có chút sứt mẻ gì, thậm chí cánh tay của hắn lại không có chút lay động nào. Đến lượt tôi rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Tô Chính Dương vừa định nói chuyện thì anh ta thấy tay của Tề Đẳng Nhàn giơ lên. Anh ta không nói hai lời ngay lập tức giơ tay ôm đầu, chặn cái tát này. Nhưng mà... lực của cái tát này nện vào trên cánh tay anh ta khiến cho anh ta cảm giác dường như mình đang bị một chiếc ô tô nhỏ đụng phải, cánh tay như muốn nứt ra, xương cốt chỗ bị đụng truyền đến một trận đau nhức. Tô Chính Dương ngay lập tức nhận ra rằng đối phương là một gia hỏa thuộc về loại người có thần lực kinh người, cách tốt nhất để đối phó với loại người này chính là kéo dài khoảng cách lẫn nhau rồi tìm cơ hội tiến hành giao chiến. Nhưng tay anh ta hiện tại đang bị còng cùng một chỗ với tay của Tề Đẳng Nhàn. Anh ta còn có nơi nào để tránh thoát và còn có cơ hội nào để kéo dài khoảng cách sao? Thân thể Tô Chính Dương lảo đảo một chút thì đã thấy Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên, hắn mượn còng tay ở giữa làm vật kết nối, dùng sức kéo thân thể Tô Chính Dương trở về. Sau đó hắn giơ bàn tay lên, lại dùng cái miệng rộng tiếp đón hắn một lần nữa. Nhóm thuộc hạ Tô Chính Dương thấy một màn như vậy đều không khỏi cười nhạo một cách sôi nổi. Tên này vừa nhìn đã biết ngay là không có bản lĩnh gì rồi. Hắn chỉ biết dùng tay đánh người, mẹ nó chứ so với mụ đàn bà đanh đá có khác gì nhau không, hắn có thể xứng làm đối thủ của chúng ta sao? Đúng vậy, xem ra hắn không có trải qua huấn luyện có hệ thống rồi. Thanh tra tôi hiện tại chỉ đang đùa giỡn hắn thôi, nếu không chỉ trong một giây là đã có thể đánh chết hắn. Còn phải nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam nhân đánh nhau bằng tát đấy, rất kỳ quái, cái loại ngu vờ cờ lờ này lại còn thích giả bộ, cũng rất thú vị đó. Tô Chính Dương thấy mấy tên thuộc hạ đang châu đầu ghé tai cười đùa với nhau, những lời này của bọn họ đã khiến cho toàn bộ đám người bên phía Long Tông Toàn cũng cười phá lên. Lúc này trong lòng Tô Chính Dương thầm kêu khổ, tụi mày thì hiểu cái dây dây ấy, đây đường đường chính chính là bát quái trưởng, lão tử gặp được cao thủ chân chính rồi. Anh ta hít sâu một hơi, cử động cơ bắp trên cánh tay, tiếp tục nghênh đón cú tát thứ hai của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng mà ở cú tát thứ hai của Tề Đẳng Nhàn này đã làm cho anh ta cảm giác được lực tát càng lúc càng mạnh hơn. Một cái tát giáng xuống, không chỉ ở sâu đau đớn trong xương cốt mà ngay cả các cơ bắp dường như cũng bị xé rách đến đau nhức. Đây có phải là bát quái trưởng ở giữa tượng đài không? Công phu của phế vật này sao có thể lợi hại như thế được? Tô Chính Dương vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy cái tát thứ ba tiếp tục giáng xuống. Anh ta chỉ có thể tiếp tục cố hết sức gồng cơ bắp của mình lên để chủ động nghênh đón cú tát thứ ba này, hắn vừa nói vừa chút cơn tức này ra, phỏng chừng tất cả mọi người ở đây sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ha ha, chúng ta làm thanh tra lâu thế này, phỏng chừng là lâu lắm rồi mới không gặp được loại người ngu xuẩn như vậy, chuẩn bị cho thật tốt để chơi hắn đi. Đúng vậy, đại nam nhân đánh nhau không phải đều dùng nắm đấm sao? Gia hỏa này lại dùng bàn tay tát người ta. Vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm gì rồi. Tôi cá là chiêu tiếp theo hắn sẽ bị thanh tra Tô đánh ngã xuống đất ngay, sau đó lại cầu xin thanh tra Tô buông tha cho hắn. Nhóm thuộc hạ của Tô Chính Dương hi hi ha ha,
lúc này bọn họ đều cảm thấy Tô Chính Dương đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Tề Đẳng Nhàn, giết chết đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chẳng qua một màn kế tiếp đã làm cho tiếng cười của bọn họ bỗng nhiên im bặt. Bọn họ chỉ thấy cái tát của Tề Đẳng Nhàn hung hăng nện xuống cánh tay Tô Chính Dương. Chỉ một lúc sau, cánh tay Tô Cảnh Dương đã hoàn toàn biến dạng, cánh tay trực tiếp áp vào mặt anh ta, khuôn mặt cũng bị cổ lực lượng này đè ép đến biến dạng. Sau đó anh ta phun một ngụm máu từ trong miệng ra, cả người ngã xuống một bên nhưng vì còn có còng tay giới hạn nên ngã nghiêng một góc cũng không thể ngã xuống đất, vì thế mà hai đầu gối mềm nhũn, bụp một tiếng đã quỳ ngay xuống mặt đất. Thích chơi trò quyền thế áp người với lão tử. Anh có biết không, đến Dương Lệnh Quang muốn áp bức tôi như vậy, tôi cũng có thể đánh ông ta một trận. Anh chỉ là một thanh tra, thì tính là cái thứ gì? Tề Đẳng Nhàn từ trên cao nhìn xuống Tô Chính Dương đang quỳ rạp dưới đất, lạnh nhạt hỏi. Tô Chính Dương hồng hộc thở hổn hển, trong lúc nhất thời đau đến mức một câu đều không thể nói ra, anh ta khẳng định chắc chắn rằng xương cốt của cánh tay mình đã bị đánh gãy. Mày dám đả thương tao, tội của mày sẽ càng nặng thêm. Hiện tại mày có thêm một tội nữa, đó là hành hung thanh tra viên. Tô Chính Dương hồi phục lại tinh thần. Anh ta nói năng lớn tiếng nhưng bị Tề Đẳng Nhàn tát hai cái đã khiến người anh ta như nhũn ra, không có chút sức lực nào, thậm chí đứng dậy còn không nổi. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn nhếch lên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay đánh ngay vào mặt Tô Chính Dương. Lần này Tô Chính Dương không có cách nào để né tránh hay là ngăn cản gì cả, anh ta bị đánh thẳng vào mặt. Một tiếng vang giòn tan, đầu anh ta bị lệch về một phía, máu tươi và răng từ trong miệng phun ra. Cái gì mà đánh người không đánh mặt? Nhị đương gia của nhà tù U Đô không có khái niệm gì về quy củ cả, không chỉ muốn đánh mà còn phải đánh thật mạnh, thậm chí là phải treo lên đánh thật mạnh. Một cái tát này của Tề Đẳng Nhàn thiếu chút nữa đã đánh Tô Chính Dương ngất đi. Long Tông Toàn xem đến ngây người, người này nhìn thì có vẻ ngốc nghếch đấy nhưng sao lại bạo lực như vậy chứ, ngay cả người có lai lịch như Tô Cảnh Dương mà cũng dám đánh. Thư ký của ông ta xem đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Ông ta không tự chủ được nhớ đến cảnh Tề Đẳng Nhàn túm cổ đánh mình. Chú Kiều, chú đừng quan tâm cháu, chuyện này cháu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Quốc Đào đang muốn nói lại thôi, hắn thản nhiên nói. Kiều Quốc Đào thoáng ngây người, sau đó khẽ gật đầu, không nói gì. Ngay cả lúc này Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể có một khí chất khí định thần nhàn, điều này khiến trong lòng ông không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Như thể đứng trước mặt ông là một vị thần có thể kiểm soát sự sống và cái chết. Con mẹ nó, tụi mày còn thất thần làm gì, còn không mau bắt người lại. Tô Chính Dương hét lớn. Các thanh tra viên lập tức nhấc họng súng lên, nhắm vào Tề Đẳng Nhàn, phẫn nộ quát, quỳ xuống ngay, ngoan ngoãn chịu trói nếu không tôi sẽ đánh chết anh. Tề Đẳng Nhàn nhìn gã ta khinh miệt nói, súng. Nói xong lời này, bỗng nhiên hắn duỗi tay. Dưới tình huống mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo Tô Chính Dương từ dưới đất lên, kéo anh ta chắn ngay trước mặt mình. Tới, bắn một phát súng cho tôi xem. Tề Đẳng Nhàn ung dung thong thả nói, nét mặt nghiền ngẫm. Thuộc hạ Tô Chính Dương sợ ném chuột vỡ bình, muốn nhắm vào Tề Đẳng Nhàn nhưng lại phát hiện cả người Tề Đẳng Nhàn đã trốn sau lưng Tô Chính Dương. Tất nhiên một khi đã nổ súng sẽ đả thương Tô Chính Dương. Tô Chính Dương hung hăng nháy mắt với tên thuộc hạ. Tên này lập tức hiểu ý anh ta. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, đừng nhúc nhích, đứng cho thành thật vào, đừng nghĩ đến chuyện dở trò. Nếu không, một giây sau anh ta sẽ chết trong tay tôi. Không tin thì các người có thể thử xem. Trong lúc nói chuyện, tay của Tề Đẳng Nhàn đã mò lên động mạch chủ trên cổ Tô Chính Dương. Đồng thời, móng tay của hắn bật ra, như thể hắn có thể giấu chúng vào lòng bàn tay như một con mèo. Móng tay sắc bén trắng nõn, giống như một con dao thép đánh vào động mạch cổ đang phập phồng kịch liệt của Tô Chính Dương, phảng phất chỉ cần dùng một chút lực là có thể cắt đứt mạch máu của hắn. Nhóm thanh tra thuộc hạ của Tô Chính Dương lập tức không dám động đậy, bọn họ sợ hành động điên rồ này của Tề Đẳng Nhàn, nói không chừng hắn thật sự có giết người để phát tiết. Không cần phải nghe lời hắn, chẳng qua hắn chỉ cố ý hù dọa mọi người thôi, hắn sẽ không dám làm như vậy. Các cậu mau vào phòng bệnh bắt Kiều Thu Mộng đến đây, sau đó dùng cô ta uy hiếp tên này. Kiều Thu Mộng là vợ của hắn, hắn không thể không để bụng. Lúc này Long Tông Toàn lớn tiếng nói lên, ông ta xui khiến nhóm thanh tra viên ra tay với Kiều Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Long Tông Toàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói,
Long Tổng, ông yên tâm, cứ từ từ rồi một lát nữa sẽ tới lượt ông sau. Tô Chính Dương cảm nhận được sát khí đang nổi lên trên người Tề Đẳng Nhàn, anh ta không khỏi run rẩy liên tục. Anh ta biết, tên nhãi này thật sự dám giết người, mà không phải hù dọa. Thậm chí loại người có khí chất này khẳng định là đã giết người, không chỉ giết một người mà còn. Lúc này rốt cuộc là mình đã đá trúng miếng sắt nào rồi đây? Thanh tra Tô, vừa rồi tôi đã cho anh một cơ hội vậy mà anh lại không quý trọng, bây giờ mất sạch mặt mũi, có thể trách ai được đây? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Mày, hiện tại mày quay đầu vẫn còn kịp, tao sẽ không truy cứu tội tập kích thanh tra của mày. Tô Chính Dương lớn tiếng cảnh cáo. Người có lý sẽ không nói chuyện lớn tiếng, vậy mà anh ta lại nói lớn tiếng như vậy, có thể thấy được trong lòng anh ta đã sinh ra sợ hãi đối với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, vừa định nói chuyện thì nhìn thấy một người vội vàng chạy về phía cuối hành lang. Là cục trưởng Triệu đến đây, chắc chắn là do động tĩnh ở đây quá lớn nên đã kinh động đến cục trưởng Triệu. Không nghĩ rằng cục trưởng Triệu lại tới, thật tốt quá, tôi không tin người này dám cứng đối cứng với cục trưởng Triệu. Còn giả vờ quen biết cục trưởng Triệu, bây giờ cục trưởng Triệu thật sự xuất hiện rồi đấy, tôi xem hắn có thể giải quyết việc này như thế nào. Mấy tên thanh tra viên nhìn nhau, bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười lạnh nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lúc này bọn họ bỏ súng xuống, Triệu Thiên Lộc tới, bây giờ bọn họ đã có chỗ dựa, chỉ cần nghe theo lời của Triệu Thiên Lộc thì mọi chuyện sẽ ổn. Tề Đẳng Nhàn cũng tiện tay buông lỏng yết hầu Tô Chính Dương ra, sau đó đá một cú vào chân anh ta. Thình thịch, Tô Chính Dương thống khổ rên rỉ một tiếng, hai gối quỳ ngay xuống mặt đất, đầu gối đâm vào mặt đất kêu bang bang làm anh ta đau đến mức nhe răng trợn mắt. Chó chết, hắn còn dám đánh người trước mặt cục trưởng Triệu, lúc này cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được hắn. Chết cũng không đủ, hôm nay tôi sẽ mở to mắt nhìn hắn chết như thế nào. Long Tông Toàn ở một bên không khỏi cười lạnh, Tề Đẳng Nhàn đã đánh tên thuộc hạ là thanh tra này của Triệu Thiên Lộc. Cái này chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt ông ta. Có lẽ chuyện ngày hôm nay đại khái sẽ kết thúc tại đây. Cục trưởng Triệu đã tới, không nghĩ đến chuyện này lại kinh động đến ngài. Đúng vậy, người này thật là vô pháp vô thiên, hắn cư nhiên dám đánh lén thanh tra Tô của chúng ta, lại còn đánh thanh tra Tô trọng thương. Cục trưởng Triệu, người này không chỉ đánh lén thanh tra Tô mà còn dùng tính mạng của thanh tra Tô để uy hiếp chúng ta. Tuyệt đối không thể buông tha cho tên côn đồ như vậy. Lúc sau, mấy tên thanh tra viên nhìn thấy Triệu Thiên Lộc đến thì đi lên vây quanh người ông ta ngay, bọn họ cứ mồm năm miệng 10 mà nói. Cút ngay, Triệu Thiên Lộc không khỏi gầm lên giận dữ. Mọi người thấy Triệu Thiên Lộc tức giận như vậy đều không khỏi cười lạnh trong lòng, cục trưởng Triệu tức giận như vậy, cái tên Tề Đẳng Nhàn này chết chắc rồi. Tô Chính Dương cũng cười giữ tợn một tiếng, nói, không phải mày quen biết cục trưởng Triệu sao? Bây giờ cục trưởng Triệu đã tới, tao xem mày giải quyết việc này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn không biểu tình gì, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút buồn cười. Mày đánh tao thảm như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Chờ tao mang mày về sở, chúng ta sẽ từ từ chơi. Tô Chính Dương thấp giọng cười lạnh nói. Lúc này, Triệu Thiên Lộc chạy tới trước mặt Tô Chính Dương. Tô Chính Dương ngẩng đầu lên nói, cục trưởng Triệu, thuộc hạ làm việc gặp phải bất lợi. Tôi chỉ đến đây để bắt kẻ xấu nhưng không ngờ lại bị kẻ xấu đánh lén đến mức trọng thương, quả thật rất xấu hổ. Mong cục trưởng Triệu làm chủ cho thuộc hạ, hạ lệnh triệu tập nhân thủ ngay để bắt kẻ xấu này lại. Chúng tôi là thanh tra viên, sẽ không bao giờ đội trời chung với kẻ xấu như vậy, cũng tuyệt đối không chấp nhận mọi thỏa hiệp nào. Triệu Thiên Lộc nghe Tô Chính Dương nói những lời này, ông ta thở hổn hển, đôi mắt đều đã đỏ lên. Mọi người nhìn thấy Triệu Thiên Lộc phẫn nộ tột đỉnh nên không khỏi sinh ra chút sợ hãi. Mọi người đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của cục trưởng Triệu lần nào chưa? Dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua, bây giờ nhìn thấy có hơi hãi hồn khiếp vía. Người này, xong rồi. Một thanh tra viên thấp giọng nói, đưa ra phán đoán cuối cùng. Tề Đẳng Nhàn nghe Tô Chính Dương nói những lời chính trực và lẫm liệt thì không nhịn được cười. Không hổ là những thủ hạ đắc lực do cục trưởng Triệu bồi dưỡng ra, cách nói chuyện cũng đồng nhất như vậy, thật sự làm người ta khâm phục nha. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Mày điên à, thấy cục trưởng của thành phố Trung Hải còn dám giễu cợt. Tô Chính Dương nhíu mày quát một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cười, nói, a, tôi đây nên nói chuyện thế nào với ông ta nhỉ,
quỳ xuống nói sao? Anh hỏi ông ta có dám nhận hay không? Tô Chính Dương vừa muốn nói chuyện thì Triệu Thiên Lộc đã nổi trận lôi đình quát, Tô Chính Dương, cậu im miệng cho tôi. Tô Chính Dương bị cấp trên quát mắng như vậy không khỏi sửng sốt, một lúc sau cũng không thể nói được gì nữa, sắc mặt anh ta đỏ cả lên. Long Tông Toàn nói, cục trưởng Triệu, người này đã thương thư ký của tôi, lại còn lừa tôi 100 triệu, quả thật là tội ác tày trời. Thanh tra Tô là do tôi mời đến, anh ta làm việc công tư phân minh, tôi không biết cục trưởng Triệu quát anh ta là có ý tứ gì. Không phải hiện tại chúng ta nên trừng trị kẻ ác sao? Triệu Thiên Lộc hung tợn trừng mắt với Long Tông Toàn, nói tôi là cục trưởng của thành phố Trung Hải, cách làm việc như thế nào cũng đến lượt ông quản trắc. Ông là cục trưởng sao? Long Tông Toàn bị những lời này của Triệu Thiên Lộc nói đến đỏ mặt tía tai, ông ta tức giận thở hồng hộc, trong lúc nhất không biết nên phản bác thế nào. Tô Chính Dương, tôi hỏi cậu, là ai cho cậu cái lá gan đi còng tay Tề tiên sinh? Triệu Thiên Lộc tức giận chất vấn. Tô Chính Dương sửng sốt, kinh ngạc nói, cục trưởng Triệu, tôi, là tự tôi còng tay hắn, nhưng mà là hắn chủ động còng tay tôi với hắn lại một chỗ, ngài xem tình cảnh hiện tại của tôi. Triệu Thiên Lộc đen mặt nói, cậu dám bất kính với Tề tiên sinh, hơn nữa làm việc còn bất công. Cậu viết một bảng kiểm điểm rồi ngày mai gửi đến văn phòng cho tôi, việc kế tiếp xử lý như thế nào thì phải xem thái độ nhận lỗi của cậu. Tô Chính Dương và các thuộc hạ của anh ta bị mắng đến ngốc luôn, Triệu Thiên Lộc vậy mà lại đứng về phía Tề Đảng Nhàn. Còn có, vừa rồi cậu dám cúp điện thoại tôi, còn muốn tôi tới đây nộp mạng sao? Tôi thấy cậu không cần làm thanh tra nữa đâu. Cứ thay thế tôi lên làm cục trưởng đi. Cậu thật đúng là rất uy phong, rất sát phạt. Tô Chính Dương nhìn ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm kia của Triệu Thiên Lộc, trong lòng anh ta bỗng sinh ra một luồng khí lạnh, lông tơ đều dựng đứng cả lên. Vừa rồi Tề Đảng Nhàn đúng thật là đã gọi cho Triệu Thiên Lộc, hơn nữa Triệu Thiên Lộc còn vô cùng kính sợ hắn. Nếu không thì cũng không có thái độ này. Nghĩ lại mình vừa mới nói chuyện như thế nào với Triệu Thiên Lộc, anh ta biết tương lai của mình không ổn rồi. Triệu Thiên Lộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh ta. Tề tiên sinh, tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi vì đã xuất hiện một con sâu lạm quyền như vậy trong đồn cảnh sát, và tôi đảm bảo với ngài rằng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc việc quản lý nội bộ nhân viên trong tương lai, và sẽ không cho phép loại cặn bã như vậy xuất hiện nữa. Triệu Thiên Lộc cung cung kính kính hứa hẹn với Tề Đảng Nhàn. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thiên Lộc móc chìa khóa định mở còng tay ra. Tề Đảng Nhàn cũng lười nói chuyện với ông ta, hắn thản nhiên nói, không cần. Sau đó, hắn dùng tay trái kéo mạnh sợi xích trên tay phải ra, một tiếng răng rắc vang lên, còng tay chế tạo bằng thép đã bị hắn dùng tay bẻ gãy. Tiếp đó, hắn nắm mép vòng của còng tay, kéo ngón tay một cái, mọi người nghe thấy một trận âm thanh kim loại ken két vang lên làm cho người nghe cảm thấy ê răng vô cùng. Chỉ trong chớp mắt mà còng tay đã bị Tề Đảng Nhàn bóp vỡ ra. Hắn nhẹ nhàng rụt tay về. Hít. Thấy một màn như vậy, dù là Tô Chính Dương cũng không khỏi hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Có thể dựa vào sức lực của mình mà tay không bẻ gãy còng tay bằng kim loại, đây là loại sức lực đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi mình còn không biết lượng sức đòi giáo huấn đối phương, bây giờ xem ra mình bị đánh đến chết cũng không oan uổng, thật sự là tự mình tìm chết. Đây là chém sắt như bùn trong truyền thuyết. Công lực của người này sao lại đáng sợ như vậy? Tô Chính Dương cảm thấy tim đau, răng cũng đau. Anh ta chắc chắn rằng vừa rồi lúc đấu với anh ta Tề Đảng Nhàn còn chưa dùng hết sức lực, nếu không chỉ sợ hiện tại anh ta đã là một thi thể từ lâu. Chiêu bát quái trưởng của tượng đài mùa thu kia hoàn toàn có thể đánh đến mức bay não anh ta luôn. Ngay cả Triệu Thiên Lộc khi nhìn thấy một màn này đều không khỏi phát run trong lòng, người này vẫn còn là người sao? Loại còng tay này mà chỉ dựa vào sức lực tay không cũng có thể bẻ được. Nếu mỗi một phạm nhân đều có năng lực như vậy thì cảnh sát bọn họ có cần làm việc nữa không? Trong lòng Long Tông Toàn cũng bốc lên một luồng khí lạnh, vệ sĩ của mình bị đánh thành bộ dạng này cũng không phải vô duyên vô cớ. Hiện tại ông ta cảm thấy mình còn có chút may mắn khi tên mãng phu Tề Đảng Nhàn này đã không trực tiếp ra tay với mình. Long Tổng, ông là người gọi người tới đầu tiên, xem ra là muốn giẫm chết tôi nha. Ánh mắt Tề Đảng Nhàn toát ra hơi lạnh, bây giờ đến lượt tôi rồi nhỉ? Long Tông Toàn nhíu mày cười lạnh, nói cậu muốn làm gì? Cậu cho rằng bản thân mình có chút sức lực thì có thể khiêu chiến với tôi sao? Tề Đảng Nhàn không nói hai lời đã đi tới phía trước, hắn giơ tay lên,
một cái tát chuẩn bị giáng xuống. Một cái tát này khiến Long Tông Toàn quay tròn trên không trung rồi lại ngã mạnh xuống đất, ông ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi và cả hai chiếc răng cấm. Mọi người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, Tề Đẳng Nhàn sao lại dám đánh Long Tông Toàn, một thương gia lớn có lai lịch ở đế đô, lại còn đánh trước mặt cục trưởng Triệu Thiên Lộ của Trung Hải. Đây là chuyện đùa vớ vẩn gì vậy trời? Tô Chính Dương nhìn thấy cảnh này theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt cứng đờ của mình một chút, phảng phất cái tát kia cũng giống như đánh vào mặt anh ta. Cục trưởng Triệu, Long Tông Toàn tức giận gầm lên một tiếng, ông ta cảm thấy linh hồn của mình thiếu chút nữa đã bị cái tát này đánh bay đi mất. Tôi không thấy gì cả, các cậu thấy sao? Triệu Thiên Lộc quay đầu nhìn Tô Chính Dương và đám thanh tra viên, lạnh giọng hỏi. Không, không có. Báo cáo cục trưởng Triệu, chúng tôi cũng không thấy gì cả. Vừa mới xảy ra chuyện gì hả? Mắt của tôi hơi không tốt. Lúc này các thanh tra viên nghe được ý tứ của cấp trên, cả đám làm bộ làm tịch nhìn xung quanh, toàn bộ giả vờ như không nhìn thấy cảnh vừa rồi. Long Tông Toàn nghe được những lời này không khỏi tức giận đến mức bật cười, nói, được được được, các cậu là người bản địa nên cùng nhau bắt nạt một người nước ngoài như tôi đúng không? Thật sự cho rằng Long Tông Toàn tôi là bùn đất nặn lên hay sao? Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn ông ta, hỏi ngược lại, Long Tổng, loại chuyện đổi trắng thay đen này không phải ông là người am hiểu nhất sao, sao bây giờ lại nói ra những lời như vậy? Nói xong lời này, hắn giơ một ngón tay lên, nói tiếp tục gọi người. Tôi nói rồi, nếu hôm nay ông không gọi người tới dẫm chết tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho ông tới nhà xác nằm. Những lời này của tôi nói được làm được. Long Tông Toàn cắn răng, nói, được, để tôi xem, cục trưởng Triệu không biết tốt xấu dám quang minh chính đại bao che cho kẻ ác, những người khác cũng sẽ làm như vậy sao? Tôi sẽ gọi điện cho đại ca của ông là Hoàng Văn Lãng và Hoàng Văn Đào tiên sinh, tôi muốn nhìn xem hắn sẽ nói như thế nào. Triệu Thiên Lộc nghe Long Tông Toàn nói những lời này thì trở nên cổ quái. Long Tông Toàn đánh Kiều Thu Mộng, không dám đắc tội người của hắn, tất cả đều đương chuyện này không có phát sinh quá giống nhau. Hiện tại, Tề Đẳng Nhàn tát cho Long Tông Toàn một cái, đoàn người Triệu Thiên Lộc không dám nói gì, cũng làm bộ cái gì đều không có thấy giống nhau. Kiều Quốc Đào cái tát dừng trên mặt Long Tông Toàn, chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Long Tổng, nghe tôi khuyên một câu, một sự nhịn chín sự lành là lựa chọn tốt nhất của ông. Triệu Thiên Lộc đi tới trước mặt Long Tông Toàn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Long Tông Toàn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Triệu Thiên Lộc. Triệu Thiên Lộc thấp giọng nói, nếu không muốn chết, thì hãy thành thành thật thật lấy 100 triệu ra cho xong việc, nếu không Thiên Vương Lão Tử cũng không giữ được ông đâu. Nói xong lời này lúc sau, Triệu Thiên Lộc quay đầu vung tay lên, hạ lệnh thu đội, bao gồm thanh tra viên Tô Chính Dương, toàn bộ đều rời đi theo ông ta. Long Tông Toàn cười lạnh một tiếng, nói ếch ngồi đáy giếng, một tổng cảnh nho nhỏ mà thôi, hiểu cái gì chứ? Hắn lập tức liền bắt thông chính mình di động thượng dãy số, trầm giọng nói, Hoàng Đại Tiên Sinh. Ha ha ha, thì ra là Long Tổng, không nghĩ tới Long Tổng lại gọi điện cho tôi vào lúc này. Hoàng Văn Đào nhận được điện thoại của Long Tông Toàn, cười nói. Hoàng Đại Tiên Sinh, tôi đang có chuyện, muốn nhờ ông giúp đỡ một chút. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đồng ý đầu tư hạng mục của Hoàng Đại Tiên Sinh. Long Tông Toàn cắn răng nói. Ông ta biết Tề Đẳng Nhàn nếu có thể làm cho Triệu Thiên Lộc sợ mà lui thì chắc chắn bối cảnh không phải bình thường có thể so sánh, cho nên ông ta mới hứa cho Hoàng Văn Đào lợi ích lớn nhất. Hoàng Văn Đào chính là anh trai của Hoàng Văn Lãng. Hoàng Văn Lãng là thị trưởng của Trung Hải, Hoàng gia ở đây, có thể nói là một tay che trời. Ông ta không tin gọi Hoàng Văn Đào mà còn không xử được một Tề Đẳng Nhàn nho nhỏ và gia tộc tam lưu như Kiều gia. Hoàng Văn Đào vừa nghe thì tinh thần phấn chấn, lập tức nói, được, cứ như vậy đi, ông đang ở đâu, tôi tới ngay. Long Tông Toàn nói, tôi ở bệnh viện số 1 thành phố Trung Hải. Chờ cho Long Tông Toàn báo địa chỉ xong, Hoàng Văn Đào chỉ nói một tiếng chờ. Sau đó liền lập tức chạy tới. Hoàng Văn Đào không hỏi Long Tổng có chuyện gì xảy ra, bởi vì ở Trung Hải này, dù cho có chuyện lớn gì thì ông ta cũng có thể áp xuống. Đối với ông ta mà nói thì giúp Long Tông Toàn xử lý một chút chuyện có là gì đâu. Thằng nhãi, cậu chờ đi, tôi không tin bây giờ cậu có thể đánh được tôi. Long Tông Toàn buông điện thoại, lạnh giọng nói với Tề Đằng Nhàn. Đời này, đây là lần đầu tiên ông ta bị đánh thảm đến như vậy.
hơn nữa còn là tát trên mặt, đây là sỉ nhục cỡ nào? Tề Đẳng nhàn mặt vô cảm nhìn Long Tông Toàn, không nói gì. Tuy nhiên, thái độ của hắn cũng rất rõ ràng, nếu lúc này Long Tông Toàn vẫn không thể tìm được người đến dẫm chết hắn, thì hắn phải chịu hai cái tát tiếp theo. Hình như ông ta gọi điện thoại cho anh trai của Hoàng Văn Lãng, tiên sinh Hoàng Văn Đào thì phải. Kiều Quốc Đào đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng hỏi. Ông đã hơi khiếp sợ, Hoàng Văn Đào và Triệu Thiên Lộc không cùng đẳng cấp, đó là đại lão đứng đầu Trung Hải. Hơn nữa, em trai của ông ta là thị trưởng của Trung Hải. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, chú Kiều yên tâm, hôm nay dù ông ta có gọi chủ tịch tỉnh đến thì cũng không giữ được ông ta. Chắc chắn. Kiều Quốc Đào ngớ người, không nói gì nữa, nếu như là trước đây, ông sẽ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đang khoác lác, nhưng hiện tại, ông không dám xem thường người đã từng không thể không rời khỏi Kiều gia. Hừ, tên nhát cấy, cậu cứ việc kiêu ngạo đi. Đối phó với loại rác rưởi như cậu, tôi không cần dùng tới quan hệ với thị trường, bởi vì không xứng. Hy vọng là lát nữa Hoàng Văn Đào tới, cậu không bị dọa đến mức đái ra quần. Long Tông Toàn kiêu căng. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn thắng một ván, nhưng không đáng kể, ông ta có rất nhiều bối cảnh và quan hệ. Cơ hội của ông không nhiều lắm, tôi chỉ hy vọng ông có thể quý trọng. Tề Đẳng Nhàn nói. Không bao lâu lúc sau, Hoàng Văn Đào đã tới đây. Đây không phải là Hoàng Đại Tiên Sinh sao? Đại lão siêu cấp của Hải Trung chúng ta, là một hân vật phong vân đứng đầu. Không ngờ là Hoàng Đại Tiên Sinh, ông ta chính là anh trai của thị trưởng Hoàng. Đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà hôm nay có thể nhìn thấy ông ta. Đi, đi xem, chắc chắn là có người nào tìm đường chết, chọc tới Hoàng Đại Tiên Sinh. Sau khi nhóm người qua đường thấy Hoàng Văn Đào, cũng muốn châu đầu ghé tai xem, không còn cách nào khác, Hoàng Văn Đào ở Trung Hải, thậm chí là toàn bộ tỉnh Đông Hải, có thanh danh rất lớn. Hoàng Văn Đào là nhà giàu, Hoàng Văn Lãng là thị trưởng. Anh em hai người đều làm người thường ngưỡng mộ và khát vọng trở thành đại nhân vật. Sau khi Long Tông Toàn nhìn thấy Hoàng Văn Đào thì cười ha hả đón tiếp, nói, Hoàng Đại Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Long Tổng, từ lần tạm biệt ở Đế Đô đến nay đã nhiều năm. Hoàng Văn Đào nắm tay Long Tông Toàn, lúc này mới phát hiện mặt của đối phương hơi không ra gì. Hoàng Văn Đào biết này là bị đánh, trong lòng ông ta cũng không khỏi buồn cười. Nhân vật ngang tàng như Long Tông Toàn. Vậy mà lại bị người ta đánh thành như vậy ở Trung Hải, lại còn chủ động gọi điện nhờ mình tới giúp. Long Tông Toàn nói, Hoàng Đại Tiên Sinh, người này. Hoàng Văn Đào khí phách mà lắc lắc bàn tay, nhàn nhạt nói, không cần nói người này áp bức như thế nào, dù sao thì ở Trung Hải, hắn không thể so được với ta. Lời này vừa ra, đoàn người qua đường gieo hò một trận. Thấy không, đây chính là nhân vật lớn, dù là nói chuyện cũng không giống người bình thường. Chỉ có như vậy mới khí phách, mới có thể trở thành ngôi sao mà dân chúng phải nhìn lên, Trung Hải này trừ Hoàng Đại Tiên Sinh ra thì ai dám nói như vậy chứ? Tôi mặc kệ anh hung dữ hay không, dù sao thì cũng không bằng tôi. Câu này giống với câu con trai nhà giàu số một lúc trước nói lắm, tôi kết bạn không bao giờ xem có tiền hay không, dù sao tôi cũng không có tiền. Cũng đúng, bối cảnh của Hoàng Văn Đào hoàn toàn có tư cách nói câu đó, thậm chí khiến người ta không thể phản bác. Long Tông Toàn nghe những lời này của Hoàng Văn Đào, cười ha ha, nói quả nhiên là Hoàng Đại Tiên Sinh trước giờ vẫn khí phách, tốt, vậy thì hôm nay, nhờ Hoàng Đại Tiên Sinh phí tâm lo lắng, giúp tôi chút giận đi. Không thành vấn đề, Hoàng Văn Đào nói. Long Tông Toàn đi thẳng đến sau lưng Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, không phải mới nãy cậu rất ngạo mạn sao? Sao bây giờ không nói nữa đi? Tiếp đi, nhảy tiếp đi, giả bộ nữa đi. Ở trước mặt Hoàng Đại Tiên Sinh, cậu giả bộ thử cho tôi xem. Hoàng Văn Đào không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy này bóng dáng này hơi quen mắt, trong lúc nhất thời lại không có thể nhớ ra là ai. Người trẻ tuổi, tôi cũng không muốn ỷ thế hiếp người, cho cậu một cơ hội. Tôi mặc kệ giữa hai người có ân oán gì, nhưng cậu đánh Long Tổng là không đúng. Lập tức quỳ xuống rồi cầu xin Long Tổng tha thứ, còn ông ta muốn xử lý cậu như thế nào, đó chính là chuyện của ông ta. Đương nhiên, nếu cậu không muốn, một hai phải khiến cho tôi tự mình ra tay, thì kết cục của cậu rất khó nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.